ngô thượng nhung nói ra cái này đoạn thời gian xác thực trọng tâm đều đặt ở lão đại cùng lão nhị thân bên trên lý nên cùng hưởng ân huệ lục châu vuốt râu gật đầu nhìn về phía đoan mộc sinh nói ra cũng tốt tiếp xuống đến dùng đoan mộc sinh vì chủ người qua đây gần một tháng quay chung quanh vô chính hải cùng ngô thượng nhung dạy bảo điểm công đức tốc độ tăng cũng chậm rất nhiều lục châu tự hồ cũng phát hiện điều giáo đồ đệ thu hoạch công đức quy luật chỉ cần có tâm đắc có thể truyền thụ thì có thể thu hoạch điểm công đức trái lại không thể vu chính hải cùng ngu thượng nhung tự đối công pháp lý giải đã rất sâu sắc rất khó có đồ vật lại dạy cho nên tự mình làm mẫu có thể để hắn nhóm để thăng một ít nói ngắn gọn điểm công đức biến ít mang ý nghĩa có thể giáo đồ vật cũng tại biến ít trừ phi mình đối với tu hành lý giải nâng cao một bước lại có tân đồ vật truyền đạt a à, đoan mộc sinh sững sờ vu chính hải khua tay nói sư phụ gọi ngươi đi qua tam sư đệ rốt cuộc đến phiên ngươi đoan mộc sinh nghĩ thầm hai vị sư huynh đều có thể kháng trụ, chính mình mềm dai tính cũng không sai, sợ cái gì. Thế là đi tới, sư phụ, Lục Châu gật đầu nói, người tại đồng môn bên trong, tư chất kém nhất, nhưng mà tu hành khắc khổ nhất. Cần cố gắng thêm, không phải một câu nói xuông, cố gắng của ngươi, vi sư một mực nhìn ở trong mắt, nghe nói, đoan mộc sinh trong lòng hơi động. Đem ngươi thiền nhất quyết xuất ra, vi sư nhìn nhìn, Lục Châu nói ra. Vâng, đoan mộc sinh bắt đầu ở điện trước vũ động bá vương thương lúc bắt đầu, tốc độ cũng không nhanh, dần dần, như gió như ảnh, như mưa to gió lớn, càng dày đặc. Thỉnh thoảng giống khe suối róc rách, thỉnh thoảng giống đại hải lao nhanh. Mỗi một chiều nhất thức, đều dùng đến lô hỏa thuần thanh, vừa đến tốt chỗ, lực lượng cũng rất tinh chuẩn. Một bộ thiên nhất quyết đùa bỡn xong sau đó, mặt không đỏ hơi thở không gấp, trở lại điện trước. Lục Châu sau khi xem xong, liên tiếp gật đầu, nói ra, ngươi cùng hoa trưởng lão có thể còn tại luận bàn. Tháng trước luận bàn có 10 lần, Đồ Nhi may mắn thắng 6 lần. Bất quá hoa trưởng lão được tứ phương cơ sau đó, Đồ Nhi chỉ có thể thắng 3 lần, đoàn mộc sinh nói ra. Hoa vô đạo, nói hoa vô đạo nét mặt già nua đỏ bừng, tốt sâu hắn là cửu diệp. Cũng không tự trách mình yếu, mà là đoàn mộc sinh quá mức bá đạo, khắc khổ, khi bại khi thắng, thả người nào thân bên trên đều không chịu nổi. Lục châu thân thể lóe lên, xuất hiện tại đoàn mộc sinh phía trước 10 mét địa phương, nói ra, sử ra ngươi toàn bộ bản sự, hướng vi sư tiến công, vâng đoàn mộc sinh không có đại sư huynh cùng nhị sư huynh kia câu nệ làm sự tình từ trước đến nay sạch sẽ lưu loát một là một hai là hai hào nghiêm túc hắn giơ lên bá vương thương nhìn về phía mười mét bên ngoài phong khinh vân đạm sư phụ ảo giác nói cho hắn nhất thương liền có thể đâm chết trực giác nói cho hắn đây không có khả năng nâng thương đi tới hô hô rung động lên tay chính là liên hoàn gai lục châu một bước lùi lại lóe lên một tránh luôn có thể tại thời cơ thích hợp né tránh đoàn mộc sinh mũi thương cái này nhờ vào đệ tứ mệnh cách đề thăng khiến cho hắn đối tốc độ giác quan càng thêm nhạy bén bắt giữ động tác càng thêm rõ ràng đoan mộc sinh không nghĩ tới có thể thắng sư phụ chỉ cần có thể tại sư phụ tay bên trong kiên trì đến lâu một chút liền thành công thế là hắn ra sức huy động bá vương thương thẳng thắn mà nói lục châu cùng mỗi một vị đồ đệ đánh chỉ đạo đỡ bắt đầu bộ phận đều sẽ không xuất thủ mà là một vị né tránh tất cả phương vị quan sát đồ đệ năng lực tiến công đoan mộc sinh cũng không ngoại lệ Vu Chính Hải càng thêm tổng hợp một ít, liền là chiêu thức có chút lãng phí, Ngưu Thượng Nhung chỉ công không thủ, tốc độ tăng trưởng, chiêu thức càng thêm sạch sẽ một ít, Đoan Mộc Sinh thì là bá đạo dũng mãnh, cương nhu cùng tồn tại. Bốn vị trưởng lão nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Là. Phan Ly Thiên nói ra, chiếu cái này luyện tiếp, phòng trừng Hoa trưởng lão rất nhanh liền là thủ hạ bại tướng. Đoàn Mộc Sinh thương pháp có hư thực, có kỳ chính, hắn tiến dệ, hắn lui nhanh, hắn thế hiểm, hắn tiết ngắn, bất động như sơn, động như lô chấn. Lão thân thực tại nhìn không ra có gì cần cải tiến địa phương, tả Ngọc Thư nói ra. Tạm xem tiếp đi, đoan mộc sinh thương pháp càng lăng lệ, thương cương cũng so trước đó nhiều rất nhiều. Điệp lãng thiên trọng, nhất thương mang ra ngàn trọng lãng, phạm vi tính đả kích, cơ bản rất khó ngăn chặn. Nhưng mà Lục Châu trực tiếp thi triển đại thần thông thuật, đến đến đoan mộc sinh thân về sau, một trưởng vỗ ra. Phanh, đoan mộc sinh nhào về phía trước, các chủ xuất thủ, bốn vị trưởng lão mắt hiện quang mang, Tựa hồ cũng tại chờ cái này nhất khắc. Đoan Mộc Sinh tại không trung còn không rơi xuống, Lục Châu liền theo sát phía sau, lại ra tay, phanh. Một trường rơi xuống, Đoan Mộc Sinh bắn người lên đến, thương cương quét ngang. Lục Châu nhị chỉ kẹp lấy, bá vương thương bị kẹp lấy, đi bộ nhàn nhã lách mình đến đến trước mặt, một liền ba trường. Phanh phanh phanh, toàn bộ đánh vào Đoan Mộc Sinh trước ngực, Vu Chính Hải cùng ngu Thượng Nhung lần lượt nghiêng đầu, nhìn về phía nơi khác đột nhiên cảm thấy tâm lý cân bằng nhiều ngay sau đó chính là đơn phương bị đánh phanh phanh trưởng ấn âm thanh không dứt bên tai nhìn đến phan ly thiên thỉnh thoảng thân thể run lên thỉnh thoảng co rúng người lại thân thể luôn cảm thấy giống như là đang đánh mình giống như cái này lúc mạnh trường đông từ xa chỗ chậm rãi đi tới hơi cảm thấy dưỡng sinh điện có chút náo nhiệt tới gần xem xét không khỏi lúng túng nói các chủ đây là tại dạy đồ đệ xác định không phải tại ẩu đà lão hủ cũng hoài nghi, có thể là ngươi có chứng cứ sao? Phan Ly Thiên hỏi lại, ba vị trưởng lão khác lắc đầu liên tục, không có, mạnh trường đông gật đầu, một đoạn thời gian về sau, theo loảng xoảng một âm thanh, bá vương thương rơi xuống. Đoàn mộc sinh mặt mũi bầm dập không người, thở hổn hển. Sư phụ đứng tại đối diện giống như là người không việc gì giống như nhìn xem hắn. Lục Châu nói ra, thương pháp đã lô hỏa thuần thanh, về sau trọng tâm nhiều thả tại công pháp bên trên. Còn có, Bá Vương Thương Lưu tại dưỡng sinh điện, sáng sớm ngày mai lại đến, vừa vặn còn có một khỏa thiểm rượu chi thạch, cũng không cần thiết lưu lấy. Thái hư hạt giống tại Đoan Mộc Sinh thân bên trên hiệu quả không quá tốt, vấn đề này phải nghĩ biện pháp giải quyết. Đoan Mộc Sinh thở hồn hển nói, Đồ Nhi tuân mệnh, đinh, dạy bảo Đoan Mộc Sinh, thu hoạch được 500 điểm công đức. Lục Châu gật đầu, quay người hướng dưỡng sinh điện đi tới, vừa muốn đi vào, giống như là nghĩ đến cái gì, lại xoay người lại nói, tương lai đem lão tứ cùng một chỗ gọi tới. Cái này lời mới vừa vừa đi ra ngoài, bên tai truyền đến tăng lên, đinh, điều giáo mình thế nhân, thu hoạch được 200 điểm công đức. Láo cá, lục châu âm thanh trầm xuống, như hắn không đến, người nhóm liền đem hắn chân đánh gãy, đinh, điều giáo mình thế nhân, thu hoạch được 200 điểm công đức. Nói xong, Lục Châu lách mình tiến nhập dưỡng sinh điện bên trong. Rơi trên mặt đất bá vương thương ong ong rung động, hô một âm thanh, bay vào điện bên trong, ba, đại điện môn đóng thật chặt. Đồ nhi tuân mệnh, đón lấy đoàn mộc sinh nói hạ ngồi liệt xuống dưới Vô chính hải cùng ngưu thượng nhung đồng thời hướng đoàn mộc sinh vươn ngón tay cái ngươi nghiêu ý kiến chưa bao giờ có nhất trí bốn vị trưởng lão nhìn đến liên tục thở dài mạnh hộ pháp các vị trưởng lão trừ lạc thời âm người nhóm cảm thấy ai sẽ trước thập diệp phan ly thiên hỏi đám người bắt đầu suy tư nửa ngày không có kết quả đành phải lắc đầu lão đại cùng lão nhị không cần phải nói thực lực tiến nhanh một mực rất nhanh lão tứ ai cũng đoán không được hắn đến một bước kia. tiểu diên nhi thiên phú dị bẩm cũng là cho tới bây giờ không cần ẩu đả dạy học đồ đệ. người nào đệ nhất cái đến thập diệp thật vô pháp dự đoán. sau đó trong nửa năm lục châu chỉ làm ba chuyện: một dạy đồ đệ, hai quan sát chiêu nguyệt tình huống, ba củng cố bốn mệnh cách tu vi. cùng hắn nói là dạy đồ đệ không bằng nói là đánh đồ đệ. nửa năm qua trừ tiểu diên nhi cùng hải loa chúng đồ đệ không không phải mặt mũi bẩm dập nghiêm sư xuất cao đồ tại lương sư ích hữu cùng vạn thế sư biểu tăng thêm hạ các đồ đệ tiến bộ cũng rất nhanh đoan mộc sinh cùng tiểu diên nhi thành công đạp vào cửu diệp vu chính hải cùng ngưu thượng nhung nguyên bản có thể bước vào thập diệp nhưng ở sư phụ nhắc nhở hạ có thể áp chế tu vi hắn nhóm cần thăm dò rõ ràng thạch lâm trận pháp phân bố xác định hấp dẫn đến mệnh cách thú không bị hắc liên cướp đi hoàng cung bên trong mọi người đều biết tập mãi thành thói quen không cảm thấy kinh ngạc Lý Vân Tranh cũng đối sư công dạy đồ đệ sự tình, có nghe thấy, đi nhìn hai lần sau đó thẩm hô đáng sợ, ngược lại may mắn lúc trước bái là tư vô nhai vi sư. Được sự giúp đỡ của tư vô nhai, Lý Vân Tranh thuận lợi tiến nhập tu hành, thối thể chỉ phí một tháng thời gian liền vào thông huyền. Bất quá Lý Vân Tranh trí tại tu thân trị quốc bình thiên hạ, cho nên tu hành chỉ là phụ trợ, đa số thời gian đều tại xử lý chính sự. Đại đường cũng tại tứ đại quốc công, văn võ bá quan phụ tá hạ, ngày càng trạng thái bình thường hóa ổn định hóa. Tư vô nhai không thể nghi ngờ thành người bận rộn nhất, trừ tu hành cùng dạy đổ đệ bên ngoài, hắn lớn nhất hứng thú, chính là cùng cứu thiên viện một đám người điên đâm vào cùng một chỗ, mỗi ngày nghiên cứu một ít loạn thất bát tao đồ chơi, cho dù là cứu thiên viện thiên tài, cũng dần dần bị tư vô nhai chiết phục. Cửu trọng điện điện chủ tư không bắc thần, cùng vân sơn thập hai tông tông chủ. Nhiếp thanh vân, nhất tiếu mẫn ân cửu, bái biệt lục châu, tự trở về tông môn. Trước khi chia tay lưu lại hứa hẹn, chỉ cần lục châu cần, hắn nhóm hội hỏa tốc chạy đến. Hạ trường thu biết mình bao nhiêu cân lượng, cũng không về thiên liễu quan, liền ở lại trong cung ôm đùi. Một ngày lưu, thiên liễu quan liền hội một ngày an toàn. Chấm, trạng vạng tối, lục châu cảm giác hạ tu hành trạng thái. Mở ra giao diện nhìn một chút điểm công đức số, điểm công đức, 125.500 trong này có một nửa là cái này trong nửa năm, từ đồ đệ thân bên trên ép đến. Cũng là tiếp xuống át chủ bài, mặc dù ít một chút, nhưng mà coi như không tệ. Hắc Ngô vệ đến nay không xuất hiện, là sợ lão phu, cái này nửa năm, phảng phất hết thảy đều bình tĩnh lại, không hề có động tĩnh gì. Liền kia tên nữ tử thần bí Liên Tinh cũng không có lại đi đi tìm Triêu Nguyệt. Loại an tĩnh này có thể bảo trì bao lâu? Kim Liên giới thập diệp cũng nên xuất hiện, là từ Hồng Liên bắt đầu đánh phá cân bằng, còn là Kim Liên. Cái lựa chọn này rất là trọng yếu, hắn cùng Tư Vô Nhai thương lượng qua, Kim Liên giới thập diệp rất khó dự báo cũng rất dễ dàng bị Hắc Liên khống chế, thậm chí nuôi nhốt kế hoạch đã an bài bên trên. Hồng Liên rất phi diệu, từ xuất hiện lục ly cùng dịch nhiều sự tình sau đó, Hắc Ngô vệ tuyệt không xuất hiện. Tựa hồ ẩn tàng chỗ tối lực lượng đều đang đợi sự cân bằng này bị đánh phá. Người tới, đem tư vô nhai gọi tới. Điện bên ngoài có người đáp lại nói, vâng, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tư vô nhai đến đến dưỡng sinh điện, quỳ xuống đất nói, sư phụ, ngài tìm ta, trên người ngươi thương thế như thế nào? Lục Châu hỏi, đa tạ sư phụ quan tâm, cũng không lo ngại, kia liền tốt. Vi sư xuất thủ, từ trước đến nay không trọng, Lục Châu thản nhiên nói. Tư vô nhai, hắc liên tình huống ngươi đã biết, hắc ngô vệ nửa năm không hiên. Hiện nay ngươi mấy vị sư huynh đều đang đợi xung kích thập diệp, nhưng mà này cử động chắc chắn dẫn tới mệnh cách thú. Theo ý kiến của ngươi, như thế nào đánh phá sự cân bằng này? Lục Châu nói ra, hắc ngô vệ không xuất hiện càng tốt hơn chuyện này đồ nhi cùng cứu thiên viện các loại người nghiên cứu qua thông qua trận pháp lừa gạt tư vô nhai lấy ra thạch lâm trận phân bố điểm tuyển trạch một cái gần nhất thạch lâm trận dùng trận pháp che khuất thạch lâm trận khiến nó vô pháp truyền lại tin tức cho hắc liên sư huynh xung kích thập diệp lúc sư phụ cầm xuống mệnh cách thú đây chính là trong truyền thuyết hèn mọn trưởng thành lục châu tán thưởng xem lấy tư vô nhai đầu dễ dùng liền là không giống vô pháp tránh đi thạch lâm trận lục châu ngược hỏi tránh đi có phong hiểm vạn nhất có ẩn tàng thạch lâm trận thì hội bại lộ mệnh cách thú chẳng bằng tự tại thạch lâm trận bên cạnh tư vô nhai mỉm cười nói ý tưởng này sâu đến lão phu tâm ý người đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều có thực lực xung kích thập diệp người cảm thấy do ai bắt đầu tốt nhất cùng một chỗ tư vô nhai nói ra ưng ừ, đã muốn làm kia liền làm triệt để kim liên bên kia thập diệp ta nhóm rất khó khống chế không liên cái này một bên ta nhóm tận khả năng cầm xuống nên khống chế mệnh cách thú mặc kệ là kim liên, hồng liên, còn là là hắc liên, lại hoặc là cái khác liên, nói trắng, đều là mệnh cách thú lợi ích tranh, tư vô nhai nói chúng tim đen đường hầm. Tiếp tục, Lục Châu nói ra, tư vô nhai chỉ vào phân bố điểm, nói ra, Đông Lâm Sơn, khoảng cách kinh đô không xa. Ta nhóm ngày ở chỗ này bắt giữ mệnh cách thú, Lục Châu suy tư hạ, nói, rất tốt. Chuyện này ngươi tay chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát, đồ nhi tuân mệnh, tư vô nhai đột nhiên nghĩ lên một sự kiện lại nói, sư phụ, Trương Nguyệt Sư tỷ bên kia, ta tra ra một ít manh mối, nói, ta hoài nghi có người tiếp cận Trương Nguyệt Sư tỷ, hấp thu nàng tu vi, tạo thành nàng tu vi đình trệ, tư vô nhai nói ra. Lục Châu vuốt dâu gật đầu, nói ra, có thể có trả được là người nào. Một cái tên gọi liên tinh nữ tử, tư vô nhai nói ra, tháng trước ta cùng nàng liên lạc biết được, Lục Châu cũng không thể nói hắn đã biết rõ, chỉ là nhẹ gật đầu, biểu tình lộ ra rất bình tĩnh nói, tiếp tục nhìn chăm chăm. Vâng, đế giang gần nhất biểu hiện như thế nào lục châu hỏi đã hoàn toàn quy phục tư vô nhai tự tin nói lục châu lấy ra đế giang mệnh cách tri tâm thả tới nói ra đem mệnh cách tri tâm trả cho nó có nhu cầu lúc vi sư hội dùng đến nó chiêu nguyệt tại phía xa kim liên như là trở về chỉ có ngồi cưỡi đế giang có thể nhanh nhất trở về tư vô nhai tiếp nhận mệnh cách tri tâm trong lòng hơi động nói sư phụ ngay hắn nhìn qua nhan chân lạc thư tịch biết rõ cái này là chuyện gì xảy ra vì một cái đế giang, hao tổn một ngàn năm thọ mệnh, cái này để hắn như thế nào không kinh ngạc. Đi thôi, Lục Châu thờ ơ nói, tư vô nhai tất cung tất kính, hai tay nâng lên mệnh cách chi tâm, nói, vâng, sư phụ. Ngài sớm chút nghỉ ngơi, rời đi dưỡng sinh điện về sau, trở về chỗ ở của mình lúc, thiền đã đen, đế giang, tư vô nhai kinh một tiếng, đế giang quả thật từ xó xỉnh bên trong chạy tới, phát ra con vịt giống như âm thanh. Sư phụ lão nhân ra ông ta nhân từ, thà rằng hao tổn chính mình một ngàn năm thọ mệnh, cũng không nguyện ý lấy đi người mệnh cách chi tâm. Trả lại ngươi, tư vô nhai trực tiếp ném tới, cạp, miệng há ra, đế giang đem mệnh cách chi tâm nuốt xuống. Kia mệnh cách chi tâm tại bụng nó dũng động mấy lần, trở lại vị trí cũ. Cạp cạp, cạp cạp, cạp cạp cạp, liên tục gọi mấy tiếng, đế giang áp cúi đầu bộ, dán tại trên mặt đất, biểu đạt hắn lòng biết ơn. Cùng thời đế giang thân bên trên khí tức cũng tại phát sinh biến hóa, mệnh cách chi tâm trở về, cũng mang ý nghĩa nó có thể một lần nữa phi hành. Ngươi là mệnh cách thú, không thể giống như trước kia như thế khắp nơi khoe khoang. Nơi này có một khỏa đan dược, là cứu thiên viện chuyên môn vì ngươi chế tạo, có thể ẩn tàng mệnh cách tư vô nhai móc ra đan dược. Cạp, đế giang lắc đầu, biểu thị không ăn, hoặc là ăn, hoặc là chính ngươi phun ra nửa cái mệnh cách chi tâm, hoặc là... Ngươi liền đợi đến bị người khác bắt đi, tư vô nhai mỉm cười nói. Đế giang sợ, hắn nuốt vào tư vô nhai đan dược, vỗ cánh bay về phía, tại viện lạc bên trong lượn vòng mấy vòng, lại rơi trở về. Tư vô nhai thỏa mãn gật gật đầu, nói, bây giờ đi ngủ sớm một chút, chớ quấy rầy ta, nửa năm, cũng nên ngủ ngon giấc, hắn sờ một cái trên mặt thương, lẩm bẩm một câu, sư phụ hạ thủ, thật là không giảm trước kia. a. À. Ngày thứ hai, một tòa không liễn từ Hoàng Thành bay lên, hướng Đông Lâm Sơn bay đi. Cũng may không liễn tốc độ cực nhanh, không đến nửa canh giờ, chậm rãi rời tại Đông Lâm Sơn mạch phủ cận Thạch Lâm trận Pháp bên cạnh ma thiên các tứ đại trưởng lão cùng mạnh hộ pháp cùng nhảy xuống không liến sư phụ chính là chỗ này tư vô nhai nói lục châu quan sát một mắt kia thạch lâm trận hoàn toàn chính xác cùng lúc trước nhan chân lạc gặp mặt lúc thạch lâm thật không có sai biệt ngu thượng nhung cũng nhận ra cái này thạch lâm trận biết rõ hắn phương pháp phá giải nhân tiện nói hoàn toàn chính xác là trận này đám người hạ phi liến lục châu mở miệng nói tư vô nhai ngươi cùng cứu thiên viện hà trung hoàng ngọc bố trí trận pháp vâng tư vô nhai mang lấy hà trung cùng hoàng ngọc hướng thạch lâm trận đi tới những người khác trông chừng vừa có phát hiện lập tức hướng bản tọa báo cáo lục châu thản nhiên nói vâng đám người tan ra bốn phía tự tìm tìm phương hướng đem thạch lâm khu vực bao vây lên đến ước chừng sau nửa canh giờ tư vô nhai trở về đến đến lục châu trước mặt nói sư phụ trận pháp đã bố trí thỏa đáng lục châu một bên vuốt dâu một bên nhìn một chút đông lâm sơn mạch có thời điểm hắn đang nghĩ những này mệnh cách thú đều là từ đâu tới đây đâu đông lâm sơn mạch rời vô tận hải rất xa kia bọn chúng nguồn gốc là chỗ nào chỗ bí ẩn đến cùng tại đâu thái hư là tại đâu được lục châu gật đầu vu chính hải cùng ngưu thượng nhung hiểu ý đi thạch lâm trận bên cạnh đồng thời tế ra pháp thân đều là cỡ nhỏ cửu diệp pháp thân khác nhau là một cái có kim liên một cái không kim liên hai người bắt đầu thử nghiệm khai diệp cửu diệp đến thập diệp bất quá là một cái quá độ. Trên thực tế, như không hắc liên lũng đoạn, không có người hội tại thập diệp đợi quá lâu. Vừa tiến vào thập diệp, liền có thể dẫn tới mệnh cách thú, nếu có đầy đủ gia tộc hoặc là tông môn thực lực, liền giống tại Vân Sơn đánh giết ngung thú như thế, liền có thể đạt được mệnh cách chi tâm. Thập diệp cảnh giới thoáng vững chắc, liền có thể khảm vào mệnh cách. Không thể không nói, thiên ý chiêu người, để mệnh cách chi tâm, thành các giới tranh đoạt hạch tâm. Lục Châu thân hình lóe lên, xuất hiện tại đại thụ che trời trên ngọn cây quan sát bốn phía lão phu ngược lại muốn nhìn một cái những này mệnh cách thú đến từ nơi đâu mênh mông vô bờ đông lâm sơn mạch cùng rừng cây hung thú trốn tại chỗ nào lại là từ cái nào khe hở bên trong bay ra lục châu lại lần nữa lóe lên từ phía tây lách mình đến phía đông hắn nhìn đến minh thế nhân cưỡi cùng kỳ đứng tại trên một khối nham thạch thoải mái quan sát lục châu có tử lưu ly tại thân những người khác rất khó phát giác Lục Châu lại nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, cũng không có dị thương, liền lách mình đi cánh bắc. Tứ đại trưởng lão cùng mạnh hộ pháp, năm người đứng sóng vai, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, cũng không có cái gì dị thương. Hắn lại lấp lóe đến phía nam, tiểu diên nhi, hải loa cùng hạ trường thu các loại người, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hết thảy bình thường, Lục Châu trở lại thạch lâm trận, khu vực, ánh mắt rơi tại ngay tại khai diệp vô chính hải cùng ngu thượng nhung trên thân hai người hai người khai diệp cũng tiến nhập thời khắc mấu chốt, bốn phía đều có chính mình người trông chừng, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Tất cả mắc xích đều rất bình thường, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung vì không quấy dày đến lẫn nhau, ngăn cách hai bên, tựa lưng vào nhau. Hai tòa cỡ nhỏ pháp thân, không ngừng mà lấp lóe quang hoa. Sớm tại phía trước, Lục Châu liền truyền thụ cho hắn nhóm khai diệp chi pháp, hai người ngộ tính nhất lưu, khai diệp cũng không thành vấn đề. Hắn chỉ cần thiết phải chú ý, khả năng xuất hiện hắc ngô vệ, cùng với mệnh cách thú. Để bảo đảm sự tình thuận lợi, Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông. Thính lực thần thông bao trùm bốn phương tám hướng, phía đông, Minh Thế Nhân Thầm nói, Cầu tử, kỳ thực ta đều tại nhường lấy đại sư huynh, nhị sư huynh. Bằng không ta sớm thập diệp ngươi tin không? Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, còn là ngươi hiểu ta a à? chờ ngươi lớn, dứt khoát cùng lấy ta được, sư phụ lão nhân ra ông ta hậu cung tọa kỵ ba ngàn, sẽ không độc sủng ngươi, Minh Thế Nhân nói ra. Gâu 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 quyết định như vậy, không ổn ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi mang lớn, mỗi ngày bắt giá thú cho ngươi ăn cũng rất mệt mỏi. Lục Châu đem tính lực thần thông phạm vi tăng thêm, ma thiên các tứ đại trưởng lão ngay tại cảm khái, người lớn tuổi đều như vậy, hơi một tí bi xuân thương thu. Không nghĩ tới có một ngày, ma thiên các hội đến hồng liên thế giới, cũng không nghĩ tới, ta nhóm đều thành cửu diệp. Trước đây, mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng, còn nhận là bát diệp mới là tối cao. Lão hủ nếu không phải muốn nhìn một chút phan trọng, khả năng liền bỏ lỡ đặc sắc như vậy nhân sinh đây chính là mệnh a thính lực vị trí cải biến cử sư tỷ người cũng nhanh thập diệp đi hải loan nói ra ta lại thế nào thập diệp cũng không có người nhanh a hơn nữa người còn có nghiệp hỏa ta đều hâm mộ chết tiểu diên nhi nói ra nào có đây cũng là nhờ có ta nương ta còn ao ước ngươi đây sư huynh hắn nhóm đều đối người đặc biệt tốt đối ta đều giống như xa lánh ngươi đừng có đoán mò sư huynh hắn nhóm chỉ là một lúc không thích ứng biến hóa của ngươi ùm ân Lục Châu Đình chỉ thần thông, nhìn về phía Vu Chính Hải Kim Liên Pháp thân. Vòng sáng so trước đó càng thêm cấp tốc, hạ xuống biên độ cũng biến lớn rất nhiều. Tin tưởng không được bao lâu liền hội thập diệp, lại nhìn về phía Ngô Thượng Nhung, Ngô Thượng Nhung sắc mặt thong dong, khai diệp phương thức xác thực cùng Vu Chính Hải có khác biệt lớn. Tại hắn pháp thân bốn phía, nổi lơ lửng cửu phiến kim diệp, những cái kia kim diệp tản ra kim quang, bão hòa mà lóa mắt. Gắng ngượng qua cái này đoạn thời kỳ mấu chốt nhất, liền có thể thành công tiến nhập thập diệp. Tư, Lục Châu bên tai truyền đến một tia động tĩnh. Hả, động tĩnh nguồn gốc từ chính hắn thân bên trên, liền lấy ra trong tay áo hắc sắc phù chỉ, phù chỉ có thiêu đốt xu thế. Nhan chân lạc, Lục Châu hư lắc một lần, xuất hiện tại thạch lâm phù cận đại thụ bên cạnh, tiện tay vung lên, hắc sắc phù chỉ rơi trên mặt đất, Hô, phù chỉ bắt đầu cháy rừng rực. Nhan chân lạc hư ảnh xuất hiện tại trong ngọn lửa, Lục Huynh, ta cảm thấy được Lục Ly có nguy hiểm, nhan chân lạc đi thẳng vào vấn đề, tận lực tiết kiệm thời gian. Lục ly có nguy hiểm, lục châu nhíu mày, ý vị này lão bát cũng có thể là có nguy hiểm. Ta mỗi ngày đều hội đúng giờ đi nhìn lục ly mệnh thạch. Lúc này mệnh thạch chi quang rất yếu, cầu lục huynh nói cho ta lục ly hiện tại đến cùng ở đâu. Nhan chân lạc thần sắc lo lắng nói, lục châu nói ra, không cần gấp gáp, chờ lão phu cha ra, vất tay áo qua, hình ảnh tiêu thất. Một tay đứng tại đan điền phía trước, một tay chắp sau lưng hơi hơi nhắm mắt lại, mặc niệm thiên thư thần thông, màu xanh thảm quang hoa bám vào với trong mắt, hình ảnh xuất hiện, mạn thiên hoàng liên tu hành người, quay chung quanh một đầu cự thú đến về chém giết. Tiến thối có thứ tự, có tổ chức có kỷ luật. Mặt đất nằm số ít thụ thương tu hành người, nhưng mà rất nhanh liền bị cái khác tu hành người lướt qua cứu đi. Tại cự thú đối diện không chung, lão bát đến về lượn vòng, huy động tay chúng quyền cương, đánh tới hướng kia cự thú. Oanh! quyền cương toát ra gợn sóng, lệnh kia hải thú phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Giáo chủ uy vũ, chấm than ngoặc kép, có tu hành người gọi nói, chư hồng cộng hai mắt chừng lấy kia cự thú giận dữ hết, các huynh đệ, đừng hoảng hốt, hắn lập tức lại không được. Ha ha, mài chết hắn, trời sập có ta đỉnh lấy, giáo chủ uy vũ, giáo chủ uy vũ, hứa vạn thanh mang lấy mười mấy tên tu hành từ này cánh bay qua, hướng về kia cự thú một lần cuồng oanh loạn tạc, lít nha lít nhít đao cương kiếm cương, sau khi đánh xong, lại đổi nhất chi tiểu đội, thay phiên tiến công. Mỗi khi kia cự thú muốn lên đến thời điểm, chư hồng cộng luôn có thể ở lúc ngấu chốt, bay đến đỉnh đầu một quyền đập xuống. Đồng thời tránh đi cự thú tiến công, có thể cái này dạng, có phát ra, có phòng ngự, có chuyên môn thu thập thụ thương tu hành người đội ngũ. Toàn bộ chiến trường, khoảng chừng mấy vạn tên tu hành người, phối hợp chư hồng cộng cùng tiến công cái này cự thú. Lục Châu ánh mắt tìm kiếm, ý đồ tìm tới lục ly vị trí tầm mắt của hắn chỉ có thể khóa chặt tại lão bát chung quanh, có thể nhìn thấy phạm vi có hạn. Tại phía sau đám người, một cỗ cực lớn xe kéo bên trong, lục ly bị hai tên tu hành người đỡ lấy, khóe môi nhếch lên tơ máu, đỏ bừng cả khuôn mặt xem lấy kia cự thú. Lục tiên sinh, kế hoạch của ngài quả nhiên có hiệu quả, lập tức kia cự thú liền căng cứng không được. Lục ly gật đầu nói, toàn lực tiến công, chiến đấu không thích hợp duy trì liên tục quá lâu. Một người lơ lửng, lớn tiếng nói, lục tiên sinh có lệnh, toàn lực tiến công. Tất cả mọi người lực tiến công, chư hồng cộng quay đầu nhìn thoáng qua, cất cao giọng nói, tất cả ngũ diệp trở lên huynh đệ, toàn bộ đi theo ta pháp thân, tập hợp. Hô, hô hô, đếm không hết tu hành người thúc đẩy pháp thân, đến đến chư hồng cộng thân sau. Chư hồng cộng cũng là tế gia hắn pháp thân, 20 trượng chi cao, cùng chung quanh chỉ có năm sáu trượng, sáu bảy trượng pháp thân so sánh, lộ ra hạt giữa bảy gà. Nhìn đến đây, lục châu nội tâm khẽ nhúc nhích, lão bát lại đi tại phía trước nhất tập cả cái hoàng liên tài nguyên lại thêm thái hư hạt giống còn có lục ly chỉ đạo nửa năm thời gian tuy có ngoài ý muốn lại tại hợp tình lý thu hồi thiên thư thần thông hình ảnh tiêu thất lục châu mở mắt bốn phía thủ mộc thanh phong đem hắn suy nghĩ kéo về hắn lấy ra hắc sắc phù chỉ nhị chỉ kẹp lấy kia phù chỉ bắt đầu cháy rừng rực tư tư rung động nhan chân lạc hư ảnh xuất hiện lần nữa lục huynh nhan chân lạc lo lắng nói hắn không có việc gì, Lục Châu bình tĩnh nói, chỉ là nhận một chút vết thương nhỏ, cũng không lo ngại. Nhan chân lạc mặt lộ vẻ vui mừng, hắn cũng chú ý tới mệnh thạch quang mang dần dần xu với ổn định, nói ra, đa tạ Lục Huynh. Còn có một việc, cần Lục Huynh chú ý, chuyện gì? Hắc ngô vệ phái đi ra ba chi đội ngũ, chủ yếu dùng chữa trị trận pháp vi chủ. Hắc tháp phái cấp tiến đối với cái này phi thường bất mãn, đã phái ra thẩm phán giả đi tới Hồng Liên. Mời Lục Huynh nhất thiết phải cẩn thận, nhan chân lạc nói ra. Thẩm phán giả, hắc tháp thiết thượng nghị hội, vì quyết định tầng, hạ nghị hội, vì chấp hành tầng, hạ nghị hội lại phân nhiều bộ, hắc ngô về duy trì trật tự cùng quy tắc, thẩm phán giả thì phụ trách định tội cùng trừng trị. Hắc tháp bên trong có bốn vị tám mệnh cách thẩm phán giả, là hắc tháp mấy ngàn năm qua từ các đại tông môn tuyển bạt mà ra, thực lực thâm bất khả chắc, nhan chân lạc nói ra. Tám mệnh cách, lục châu nghĩ lên chính mình cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Thư bên trong ghi chép, thiên giới lượn quanh bên trong, mỗi sáu mệnh cách chính là một đại môn hạp, thực lực cũng biết phát sinh biến hóa về chất. Kia, tám mệnh cách sẽ có bao nhiêu mảnh? Hắc tháp nội bộ mâu thuẫn cái này lớn, không có người phản đối. Lục Châu nghi ngờ nói, có người phản đối, nhưng là không có dùng. Có lúc, không phải mỗi người đều có thể bảo trì lý trí, lại huống chi là cấp tiến thẩm phán giả. Hắc ngô vệ không nghĩ khuấy khởi phân tranh, nhưng mà cũng phải cẩn thận hắn nhóm lâm trận phản chiến. Lục Châu nhẹ gật đầu, được, hắc sắc phù chỉ thiêu đốt hầu như không còn. Nhan chân lạc hình ảnh cũng biến mất, không kịp vuốt rõ ràng suy nghĩ, thân sau liền truyền đến động tĩnh. Ông, ông, thu hồi suy nghĩ, lục châu tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trên không. Ngay tại thạch lâm phụ cận quan sát tư vô nhai ngẩng đầu nhìn đến sư phụ, vội vàng nói, sư phụ, có biến hóa. Mệnh cách thú hướng đông lâm sơn mạch đi, lục châu nhìn về phía đông lâm sơn mạch, hoàn toàn chính xác có nhất đạo khổng lồ ảnh tử bay đi, vừa thật nặng vào núi mạch bên trong. Chuyện gì xảy ra, Lục Châu nghi ngờ nói. Theo lý thuyết, mệnh cách thú hẳn là hướng cái này một bên bay mới đúng. Hình như là có đồ vật gì đem mệnh cách thú hấp dẫn, tư vô nhai cũng là không nghĩ tới cái này một điểm. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Cũng may, rời đến cũng không phải rất xa. Lục Châu quan sát hạ ngu thượng nhung cùng vô chính hải, nói ra, nhìn tốt, vi sư đi một lát sẽ trở lại, vâng có thể đem mệnh cách thú hấp dẫn tới, sẽ là gì chứ? Lục Châu một đường bay đến, xuyên qua rừng rậm, không bao lâu, liền tới đến Đông Lâm Sơn Mạch, lơ lửng quan sát, oanh, âm âm, âm âm, Sơn Mạch mặt khác một bên, chuyển đến đất dung núi chuyển âm thanh. Lục Châu ngừng đầu nhìn một mắt Đông Lâm Sơn Mạch, hướng phía trên dãy núi lướt tới, không bao lâu, đến đến chỗ cao một ngọn núi đỉnh bên trên, quan sát Đông Lâm Sơn Mạch phía Tây. Cái nhìn thấy, chân núi hạ, có ba đầu khổng lồ cự thú cùng một đám tu hành người kịch đấu. Trong đó hai đầu cự thú tướng mạo nhất trí, thân cao mấy chục trượng, có điểm giống heo, tư thế đứng thẳng, răng nanh trắng kiện. Một đầu khác giống như, bốn vó đạp đất, oanh minh rung động. Ba đầu mệnh cách thú, cái này hoàn toàn ra khỏi lục châu ngoài dự liệu, cho dù là tư vô ngai, chỉ sợ cũng nghĩ không ra, sẽ xuất hiện ba đầu. Ý vị này đông lâm sơn mạch, cũng có người xung kích thập diệp. Không xảo không thành thư, không duyên không gặp lại. Đông đảo tu hành người, vây quanh cái này ba đầu mệnh cách thú đến về lượn vòng, không ngừng mà vung ra đao cương cùng kiếm cương tiến công. Những người tu hành kia sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này gặp mặt, thế nào hội dẫn tới ba đầu. Cầm đầu tu hành người nhìn xem đến về trà đạp đại địa cự thú, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ta cũng không biết, muốn không rút, không được, thật vất vả bầy cạm bẫy, cần phải muốn bắt hạ một đầu mệnh cách thú hai ngàn năm, ngươi chờ được lên, này lớn tuổi tu hành người nhìn xem cự thú, mắt bên trong tràn ngập sát ý, âm. Một tên bát diệp tu hành người, chưa kịp tránh né rơi, bị kia giống heo giống như cự thú một đầu bắn trúng, bay ngược ra ngoài. Phốc ngửa mặt lên trời phun máu, cách mặt đất rất xa. Lui, mấy trăm tên tu hành người, kẹp lên thụ thương tu hành người, cấp tóc hướng sau bay lượn. Lớn tuổi tu hành người nhìn chằm chặp kia ba đầu không ngừng rảo bước tiến lên mệnh cách thú. Trong mắt bọn họ, phảng phất trước mắt cái này quần tu hành giả, liền tại thế gian đẹp nhất mỹ vị. Đệ nhất tiểu đội, đệ nhị tiểu đội, ngăn chặn sơn cao, những người khác, cùng ta cùng một chỗ giết tê cừ, trận pháp quá nhỏ. Chỉ có thể dung nạp một đầu cự thú, giết không được. Trưởng môn, muốn không từ bỏ đi, có người đề nghị, ngậm miệng, vị kia ra cả tu hành người hai mắt đỏ bừng, theo kế hoạch hành sự, hai chi tu hành người đội ngũ, tả hữu bay đi, đem kia giống heo giống như cao mấy chục trượng cự thú sơn cao bay lượn mà đi, hấp dẫn hai đầu cự thú lực chú ý, còn lại như như kia đầu cự thú tê cử bất chấp tất cả, bốn vó đạp đất, dầm dầm dầm. Hướng vị kia già cả lão giả chạy như điên, ông, thập diệp pháp thân mở ra, song trường rời khỏi mâm tròn giống như bát quái cường ấn lên tiếng một âm thanh, ngăn trở tê cử song giác. Nhưng mà lực lượng quá lớn, tê cử tiếp tục chạy như điên, nhìn chằm chằm kia thập diệp cường giả hướng về phía trước. Dầm dầm dầm, bốn vó trả đạp đại địa, rừng cây bên trong chim tước chạy tứ tán, trên vách núi đá thạch đầu cũng bởi vì chấn động kịch liệt mà lần lượt trượt xuống lão giả kia quát lên một tiếng lớn âm mâm tròn giống như cương ấn đem tê cử cản ngừng lăng không sau lật lơ lửng tại phía trước hai tay một triển mạn thiên kiếm cương kích xả kia tê cử cái chán phanh 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 tê cử phát ra hài nhi giống như gọi âm thanh bốn vó đạp mạnh thả người nhảy lên cái này nhảy lên như là cá vượt long môn lướt qua chân trời lão giả kia kinh nghiệm mười phần lúc này thì triển đại thần thông thuật vọt đến tê cử phía sau. Bảo trì tiết tấu, đều không cần loạn, ta đem nó dẫn vào trận pháp. Nhìn đến đây, lục châu cơ bản thấy rõ, kia hai đầu một dạng cự thú, tên gọi sơn cao, giống heo đồng dạng. Cùng lão giả chiến đấu mệnh cách thú, tên gọi tê cử. Không biết là cái nào tông môn, tại nơi này hấp dẫn mệnh cách thú. Đúng lúc đụng cùng một chỗ, lục châu chợt nhớ tới một vấn đề, hắc liên ở đâu? Chiếu theo tư vô nhai kế hoạch, có thể tránh trận pháp, cái này tông môn người như là không biết chẳng phải là hỏng sự tinh âm um, một tên bát diệp tu hành người bị sơn cao răng nanh xuyên thủng lồng ngực sơn cao khuôn mặt dữ tợn đem hắn vỡ nát nuốt chừng thấy cảnh này lục châu lại lần nữa nghĩ lên lúc trước luật rừng tu hành giới mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn ở trong mắt sơn cao kia tên bát diệp có lẽ liền là một cái cường đại con kiến con kiến muốn đến cắn xé nhân loại nhân loại chỉ có thể một chân diệt chi lại không chút nào có thương hại đồng tình chi tâm, âm âm, dầm dầm dầm, đại địa không ngừng rung động. Lục Châu không có tuyển trạch xuất thủ, mà là chờ đợi Hắc Liên xuất hiện. Trên thực tế, thập diệp và mấy tên cửu diệp, chậm rãi tiêu hao, có thể đối phó cái này trùng sơ đẳng thể trạng mệnh cách thú. Liên giống tại Vân Sơn phủ cận xuất hiện ngung thú đồng dạng, cho dù Lục Châu không xuất thủ, dùng nhiếp thanh vân, ngu thượng nhung cùng vu chính hải ba người thực lực, cũng có thể giết chết ngung thú. Tại phía xa Hoàng Liên Lão Bát, chọn lựa chiến thuật càng thêm khoa trương dùng chiến thuật biển người đánh giết cự thú thương vong mặc dù lớn hơn một chút nhưng chỉ có cái này dạng có thể cầm xuống cự thú ba đầu cự thú đám người này thế nào làm lục châu cũng vì hắn nhóm cảm thấy lo lắng thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng mệnh cách thú tranh đoạt sao lại cái này dễ dàng tự tại hắn bình tĩnh quan chiến thời điểm một cỗ cực lớn phi liễn từ phía tây bay tới kia phi liễn bốn phía phủ đầy lít nhà lít nhít tu hành người có tới mấy ngàn người côn lôn chính tông cùng trùng hư quan lục châu nhìn đến cự liễn bên trên hai mặt cửa xí một trái một phải cái này lưỡng đại tông môn sát nhập rồi thật là có mệnh cách thú địa phương liền có cái này hai cái tông môn ngay sau đó cự liễn dừng ở đông lâm sơn mạch phía tây thiên không đông đảo tu hành người chen trúc mà ra hình thành phương trận vây quanh bốn phía trùng hư đạo nhân huyền thành tử xông ra cự liễn lơ lửng quan sát, cười vang nói, tầng lão đầu, người vấn thiên tông không may mắn a à, ba đầu mệnh cách thú. Có cần giúp một tay hay không a à? chấm than ngoặc kép, cùng tê cử kịch đấu lão giả, chính là vấn thiên tông trưởng môn tầng diễn. Tầng diễn nói ra, huyền thành tử, người như là hảo tâm, liền cùng ta vấn thiên tông liên thủ, cầm xuống cái này ba đầu mệnh cách thú, mà không phải nghĩ ngư nhân đắc lợi. Phanh phanh phanh, mấy đạo kiếm cương oanh trên người tê cử huyền thành tử cười nói nói cũng đúng nói như vậy vấn thiên tông vận khí không tệ nếu là một đầu mệnh cách thú còn là cùng các người cướp ba đầu kia liền một người một đầu thế nào cái này lúc phi liễn bên trong côn lôn chính tông mạc hành lộ bay ra rơi tại huyền thành tử bên người nói ra không nên gấp gáp hạ quyết định ngươi không cảm thấy kỳ quái sao chỗ nào kỳ quái vấn thiên tông nào có bản sự hấp dẫn ba đầu mệnh cách thú mạc hành lộ nói ra Tầng diễn né tránh tề cử tiến công, hướng lấp lóe đến đến hai người độ cao, nói ra, thực không dám giấu diêm, ta cũng không biết vì cái gì hội đến ba đầu mệnh cách thú. Lúc này là ta nhóm tam phương hợp tác cơ hội tốt. Lại không cầm xuống, như là để thiên vũ viện biết, ai cũng không có cơ hội. Mạc hành lộ mỉm cười nói, ngươi đều bao lâu không có ra ngoài rồi. Dư trần thù chết sớm, hiện tại trưởng khống đại đường, là một vị thiên giới cao thủ. Thiên giới sớm đã mở ra mệnh cách. Trướng mắt những này sơ đẳng mệnh cách thú tầng diễn lắc lắc đầu nói thiên giới nếu có tâm bồi dưỡng mình thế lực còn hội nhường ra mệnh cách thú mạc hành lộ cùng huyền thành tử khẽ giật mình lẫn nhau nhìn thoáng qua huyền thành tử hạ lệnh trùng hư quan tất cả mọi người nghe lệnh đối phó bên trái sơn cao vâng mạc hành lộ cũng là cất cao giọng nói côn lôn chính tông đối phó bên phải sơn cao thú vâng lít nha lít nhít tu hành người như là châu chấu một dạng hướng ba đầu mệnh cách thú bay đi vấn thiên tông tầng diễn chợt cảm thấy áp lực chợt giảm hiệu lệnh vấn thiên tông tất cả mọi người tại tê cư phù cận tập hợp đảo mắt ở giữa cả cái đông lâm sơn mạch phía đông thành nhân loại cùng mệnh cách thú chiến trường lục châu biểu tình thủy chung như một đứng tại phong đỉnh nhìn xem tất cả những thứ này phương viên vài dạm phạm vi bên trong núi non sông ngòi đều bị cái này tam đại tông môn cùng mệnh cách thú san thành bình địa mạn thiên kiếm cương ấn phu đao cương trưởng ấn đã thành chiến trường chủ giai điệu theo thời gian trôi qua, mệnh cách thú bắt đầu thụ thương. Tam đại tông môn cũng không ít tu hành người bị trục chết. Có bị ngay tại chỗ xé toái pháp thân, có bị một chùy nện dẹp. Bất quá, xúc sinh trung quy là xúc sinh, không chịu nổi nhân loại nhân hải chiến thuật, cùng với trận pháp trói buộc. Nửa canh giờ trôi qua, ba đầu mệnh cách thú tại mấy ngàn tên tu hành người toàn lực tiêu hao hạ, dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Đại gia thêm chút sức, mệnh cách thú nhanh không được, bên kia có người, cái này lúc, huyền thanh tử cùng mạc hành lộ hướng bay lên vấn thiên tông tầng diễn cũng lơ lửng quan sát người nào huyền thanh tử cùng mạc hành lộ nhìn về phía sơn mạch trên đỉnh núi cao như là tụ diệp giống như lão nhân lục châu biết mình bị phát hiện đứng rõ ràng như vậy địa phương tử lưu ly chỉ có thể ẩn tàng khí tức lại không thể ẩn thân hắn đạp không hướng về phía trước tại khoảng cách ba đại cao thủ trăm mét địa phương ngừng lại huyền thanh tử nói ra dám hỏi các hạ là lão phu là ai không trọng yếu trọng yếu là, cái này hai mệnh cách chi tâm, lão phu muốn lấy đi, lục châu nói ra. Tầng diễn sững sờ, lão tiên sinh, cái này chỉ sợ không ổn đâu, huyền thành tử chính muốn mở miệng, mặc hành lộ một cái ấn xuống, cười nhẹ nhàng nói, lão tiền bối có chút quen mắt. Nghịch chuyển trăm năm, tóc trắng biến tóc đen, một mắt nhận không ra cũng thuộc về bình thường, ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, lục châu vuốt dâu, quan sát đại địa. Mạc hành lộ cùng huyền thành tử đã sớm đối mệnh cách thú thèm muốn đã lâu, Trước lúc này, đối mệnh cách thú nghiên cứu cùng truy xét đều trưởng khống trên người thiên vũ Việt, cũng chính là Dư Trần Thù. Dư Trần Thù chết một lần, thiên hạ tông môn đều có cơ hội thu hoạch mệnh cách thú. Hắn nhóm làm sao biết, mệnh cách thú sớm đã bị hắc liên lũng đoạn. Lão tiên sinh, ngài cũng nhìn đến, ba cái tông môn từ trên xuống dưới mấy ngàn tên tu hành người, hao tổn thật lâu, mới đem cái này ba đầu mệnh cách thú đánh đến mình đầy thương tích. Ngài vừa xuất hiện, trực tiếp há miệng muốn hai viên mệnh cách chi tâm, cái này chẳng lẽ còn không phải nói đùa, trùng hư đạo nhân huyền thành tử nói ra, đều là sống đến từng tuổi này lão nhân tinh, có thể tại Đông Lâm Sơn đỉnh quan chiến hồi lâu, mà bất động thanh sắc người, há lại sẽ là hời hợt chi bối. Vấn thiên tông tầng diễn tại chiến đấu bên trong tiêu hao không ít, nhìn có chút chật vật, cũng không nghĩ lăng không dựng lên kẻ địch, nhân tiện nói. Ta kia đệ tử, dùng chính mình tính mệnh dẫn tới tê cử thú, sơn cao thú. Ta nhóm vấn thiên tông lại hao tổn hơn mấy chục tên tu hành người, đơn cái này đại giới mệnh cách thú liền không thể nhường lục châu vút râu gật đầu lão phu không phải không nói đạo lý người mệnh cách thú cũng không phải là người kia đệ tử dẫn tới mà là lão phu đệ tử hấp dẫn mà tới mạc hành lộ huyền thành tử cùng tầng diễn hai mặt nhìn nhau cái này có chút xem không hiểu mạc hành lộ cười yếu ớt nói lão tiên sinh ngài không có pháp chứng minh cái này là đệ tử của ngài dẫn tới a à? một cái người dẫn tới ba đầu cũng không phải là không được huyền thành tử phu hòa nói mệnh cách thú đều có lãnh địa ý thức nghiêm chỉnh mà nói có một đầu mệnh cách thú xuất hiện cái khác mệnh cách thú sẽ không lại tranh nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ lịch sử cũng có tụ tập xuất hiện mệnh cách thú cái này sơn cao thú một ra liền là hai lẫn nhau lãnh địa ý thức không bài xích lão tiên sinh đã là phân rõ phải trái ta nói coi như có đạo lý a à. lục châu nhìn về phía huyền thành tử nói ra có chút đạo lý bất quá cái này ba đầu mệnh cách thú cũng có thể là là lão phù đổ nhi hấp dẫn gây nên cái này, huyền thành tử một lúc nghẹn lời. Vấn thiên tông tầng diễn trả ra đại giới rất lớn, há có thể cam tâm, vì vậy nói, kia liền mời lão tiên sinh đệ tử ra gặp một lần, cũng không thể ăn nói xuông. Ý của ngươi là nói, lão phu nói láo, lục châu liếc qua tầng diễn, ánh mắt lướt về phía kia ba đầu lắc dao muốn ngã mệnh cách thú. Tại mấy ngàn tên nguyên thần cao thủ không ngừng phát ra phía dưới, pha chạm lực, chiến đấu lực, đều so trước đó trên phạm vi lớn hạ hàng. Dưới đất bừa bộn, thụ mộc ngã xuống đất, cả cái đông lâm sơn mạch phía tây thiên không, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Mạc hành lộ xem xét lục châu muốn tức giận, nhân tiện nói, lão tiên sinh không giống như là sẽ nói láo người, chỉ là phân rõ phải trái thôi. Chúng ta nói đều có lý, theo lão tiên sinh ý kiến, muốn làm sao chia phân biệt mệnh cách thú là người nào hấp dẫn đến đâu. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh. liên tiếp kiếm cường rốt cuộc đem kia ba đầu mệnh cách thú chém xuống, ầm vang ngã xuống đất. Tam đại tông môn lần lượt vây lại, đem mệnh cách thú mệnh cách chi tâm, đào ra đến. Côn lôn chính tông một khỏa, trùng hư quan một khỏa, vấn thiên tông một khỏa, vừa tốt ba viên, chia của, hoàn tất. Thủ thương đệ tử, lần lượt nghỉ ngơi tại chỗ, trị liệu thương thế. Còn lại lơ lửng bay lên, chiến trận khá lớn, mạc hành lộ nhìn đến mệnh cách chi tâm đã tới tay, nhân tiện nói, lão tiên sinh, có thể biết thiên luân sơn mạch. Thiên luân sơn mạch, lục châu nghi ngờ nói, không biết nàng vì cái gì để nơi này thiên luân hạp cốc đánh một trận xong, dư trần thù bị thập diệp cường giả đánh giết. Sau đến, kinh đô liền có thiên giới xuất hiện, ta cùng trùng hư đạo nhân may mắn gặp qua vị cường giả kia. Lão tiên sinh có thể đi thiên luân hạp cốc kia bên trong thử thời vận, mặc hành lộ vừa cười vừa nói. Câu nói này lộ ra hai cái ý tứ, một, mệnh cách chi tâm sẽ không để, hai, các nàng cùng thiên giới đại lão nhận thức, người xem đó mà làm, bất đắc dĩ. Nếu là nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể cho thấy thân phận làm đến thiên giới đại lão, không cần thiết nói láo, luôn luôn dùng lý phục người. Thôi, Lục Châu vuốt dâu gật đầu, kỳ thực lão phu chính là, ông, một đạo quang trụ từ xa chỗ xẹt qua chân trời. Mấy ngàn tên tu hành người nhất kinh, theo tiếng kêu nhìn lại. Từ đông lâm sơn mạch cực bắc, một tòa cao tới 35 trượng mặc sắc thiên giới lượn quanh, bay thấp lướt đến. Thiên giới lượn quanh đặc hữu tinh bản, bắn ra cương ấn quang trụ, như là kinh lôi, lệnh tại chỗ sở hữu tu hành người đứng tại chỗ thiên giới lượn quanh, mạc hành lộ, tầng diễn cùng huyền thành tử, là thất thanh. Đi, không kịp, thiên luân sơn mạch năm mệnh cách hoành không xuất thế về sau, tương đối dài trong một đoạn thời gian, hồng liên tu hành giới ở vào lòng người bàng hoàng bên trong. Dài thời gian yên lặng sau đó, tu hành giới dần dần quên lãng hắc liên. Hắc liên tái hiện, hắn nhóm như thế nào không sợ hãi, thiên giới lượn quanh tốc độ thực tại quá nhanh, đến mức ba người không lên nổi đào tẩu ý niêm. Hơn nữa còn không chỉ một người mấy hơi thở về sau kia thiên giới lượn quanh tiêu thất sáu tên thân mang hắc sắc khôi giáp cầm trong tay trường kích tu hành người lăng không lướt đến có lẽ là ảo giác lại hoặc là nội tâm đối cường giả lo âu và sợ hãi để hắn nhóm cảm giác cái này sáu người phi hành giống như là hội xúc địa thành thốn một cái chớp mắt chính là một khoảng cách giống như là ảo giác giống như lục châu cũng nhìn về phía sáu người kia kết hợp vừa rồi pháp thân độ cao đây chính là lâu không lộ diện hắc ngô vệ hắc ngô vệ tam người một đội có 6 người đến, cái này là hai chi đội ngũ. Mệnh cách lực lượng bất quá là hắn nhóm bày ra bắp thịt tiểu tiểu thao tác, chỉ tại khuyên bảo tại chỗ sở hữu tu hành người, không cần vọng động. Hiệu quả cũng không tệ, mấy ngàn tên tu hành người, không một người dám động. Thậm chí liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận cái này đột nhiên đến hắc liên đến khách. Thẳng thắn nói, đạt đến cửu diệp, hoặc là thập diệp tu hành người, đều có một loại ảo giác, luôn cảm thấy có người ở sau lưng thao túng hết thảy, dẫn đến hắn nhóm vô pháp tiếp tục tiến lên. Bao nhiêu năm rồi, luôn có không sợ chết mạo hiểm giả ý đồ tìm tìm bên trong bí mật, tỉ như thiên vũ viện lạc tuyên, có người ý đồ tìm tới mệnh cách thú, tỉ như dư trần thù, có người cam nguyện làm hắc liên chó săn, tỉ như hạ hầu sinh. Sáu tên hắc ngô vệ, thân cao, mập gầy, vũ khí, khôi giáp, giống nhau như đúc. Một đánh ba, lục châu còn có sức đánh một trận. Một đánh sáu, có điểm khó, muốn không, lui huống hồ còn có cái này tam đại tông môn tại chỗ. Trừ phi, hiện rút một chương trạng thái đỉnh phong tạp. Mạc hành lộ, huyền thành tử bản năng hướng lui về phía sau mấy mét. Một cỗ khó tả cảm giác đè nén, càn quét cả tòa đông lâm sơn mạch. Sáu tên hắc ngô vệ, liền này thẳng tắp lơ lửng tại mấy ngàn người trước mặt, đưa lưng về phía trời chiều. Cũng không biết trải qua bao lâu, tả ba người chính giữa hắc ngô vệ, dùng cực kỳ ngột ngạt mà thanh âm nghiêm túc nói, giao ra mệnh cách chi tâm, vấn thiên tông chúng tu hành giả không dám nói lời nào, có thể là lên này uổng phí để hắn nhóm tốn hao cái này đại đại giới lấy được mệnh cách chi tâm, ít nhiều có chút không cam. Vấn đề là, có đến chọn sao? Ta lặp lại lần nữa, giao ra mệnh cách chi tâm, kia hắc ngô về âm thanh áp thấp một cái tám độ, thấp làm cho người khác không rét mà run. Tầng diễn không phục, có thể là không phục lại có thể thế nào? Cho hắn, tầng diễn cắn răng, ra lệnh, vấn thiên tông một tên tu hành người, nâng lên mệnh cách chi tâm, hướng bay đi. Rất tốt, Hắc Ngô vệ đối vấn Thiên Tông biểu hiện, cảm thấy rất hài lòng. Mạc Hành Lộ cùng Huyền Thành Tử đành phải cùng lấy phất tay. Côn Lôn chính tông cùng trùng hư quan tu hành người bay lên, tự kéo lấy mệnh cách chi tâm. Rất tốt, kia Hắc Ngô vệ khẽ gật đầu, lặp lại cái này hai chữ. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Lục Châu cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Làm đến bốn mệnh cách thiên giới lượn quanh, lại há có thể trơ mắt nhìn mệnh cách chi tâm bị người cường thủ hào đoạt? chờ một chút, Lục Châu bay về phía trước mấy mét, sơn cao mệnh cách chi tâm, lão phù sở hữu, chỉ sợ không thể cho ngươi. Huyền thành tử, mạc hành lộ, tầng diễn, cái này lão đầu nghĩ mệnh cách chi tâm nghĩ điên rồi sao? Cùng bọn hắn tranh cũng liền thôi, cùng thiên giới đại lão tranh. Chán sống, đông lâm sơn mạch phía đông quá mức yên tĩnh, đến mức Lục Châu lời nói rất nhẹ nhàng truyền đến đối phương tai bên trong. Mạc hành lộ liền thấp giọng khuyên can, lão tiên sinh, suyệt, những người khác cơ hồ muốn khóc ngài muốn mệnh cách chi tâm, đừng kéo mọi người cùng một chỗ A, à, đây là muốn mọi người cùng nhau chôn cùng A, à, tả trong ba người hắc ngô vệ, ánh mắt lướt đến. Rơi tại Lục Châu thân bên trên, nói, người mệnh cách chi tâm. Lục Châu sắc mặt như thường, một tay vuốt dâu, một tay thả lỏng phía sau nói, xác thực như đây, kia hắc ngô vệ cũng cùng lấy gật đầu, ngữ khí trầm thấp nói ra, từ giờ trở đi, cái này ba viên mệnh cách chi tâm, sẽ từ ta nhóm hắc ngô vệ mang đi. Cái này lời nói, người có thể nghe đến rõ ràng. Lục Châu, nghe đến rõ ràng, nhưng mà chưa rõ ràng, không rõ. Ông, một tòa 45 trượng cao hắc liên pháp thân, một lần nữa nở rộ ở trước mặt mọi người. Sau trước đó ở phía xa càng thêm sừng sững, càng thêm trói mắt. Một thân hắc khí, giống như là ánh trăng rơi tại mực nước bên trong chiếu lấp lánh, nhất đạo đạo u quang từ pháp thân tầng ngoài vạch qua, hắc liên liên tọa, sơn hắc như than, thập phiến liên diệp quay chung quanh xoay tròn. Kia phần lưng mặc sắc tinh bàn càng tăng thêm sắc thái thần bí tinh bàn quang hoa như là vũ trụ may mắn bên trong tinh thần ngẫu nhiên cấu kết thành hình hình thành góc cạnh rõ ràng quy tắc khu vực đây chính là thiên giới lượn quanh tất cả thập diệp hướng tới mục tiêu trừ thanh phong đông lâm sơn mạch trước nay chưa từng có bình tĩnh kia hắc ngô vệ thu hồi pháp thân nhắc lại hiện tại đã biết rõ sao mạc hành lộ huyền thành tử tầng diễn liền vội vàng gật đầu minh bạch minh bạch lục châu thua thiệt lão phu vừa rồi tận tình khuyên bảo cùng ba người này phân rõ phải trái phí cái này nhiều môi lưỡi không bằng người ta sáng một hạ pháp thân hắc ngô vệ nhìn về phía lục châu lại lần nữa hỏi có thể minh bạch lục châu lắc đầu cái này một lắc đầu ba vị thập diệp nội tâm sụp đổ chọc giận thiên giới đại lão mọi người cùng nhau chôn cùng cái này dạng thích hợp sao lão tiên sinh đã minh bạch mệnh cách chi tâm các vị đại nhân cứ lấy đi đúng 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 cứ lấy đi huyền thành tử cùng mạc hành lộ liên tục gật đầu không nghĩ cho lục châu cơ hội nói chuyện đáng tiếc là kia hắc ngô vệ tựa hồ cũng rất khuỷu tay, ánh mắt thủy chung khóa chặt Lục Châu, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Lục Châu mở miệng nói, đây coi như là ăn cướp trắng trợn. Hắc ngô vệ bay về phía trước mấy chục mét, đến đến đám người trung tâm vị trí, nắm chặt trường kích, nói, người, sinh ra không bình đẳng, hậu phương, phải ba người chính giữa hắc ngô vệ mở miệng nói, không cần giải thích, đạt được mục đích là đủ, được, phía trước hắc ngô vệ khẽ gật đầu. Kia tên hắc ngô vệ tiện tay vung lên, mực nước giống như cương khí rơi xuống, cuốn lên kia ba viên mệnh cách chi tâm. Hắn động tác quang minh chính đại, tốc độ cũng không nhanh, mà là cố ý ngay trước mặt mọi người mà lấy đi. Tự tại mệnh cách chi tâm lơ lửng giữa không trung lúc, Lục Châu phất tay áo qua. Kia ba viên mệnh cách chi tâm, hưu hưu hưu, từng cái bay đến hắn trong tay áo. Hắc ngô vệ, chấm hỏi chấm hỏi ngập kép, huyền thanh tử, mạc hành lộ, tầng diễn, chấm hỏi chấm hỏi ngập kép. Lục Châu cất kỹ mệnh cách chi tâm, lạnh nhạt nói người nói không sai từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói hoàn toàn chính xác không có tuyệt đối bình đẳng kia nặng nề khôi giáp cùng mặt nạ phía dưới không có người biết kia hắc ngô vệ thời khắc này biểu tình nhưng mà từ hắn nắm chặt trường kích thủ thế đến xem hắn đốt ngón tay ngay tại phát lực gặp lại kia hắc ngô vệ giơ bàn tay lên nhất đạo hắc sắc trưởng ấn từ nhỏ biến thành lớn hướng lục châu lướt tới sáu tên hắc ngô vệ lặng chờ vị lão nhân này bị chụp thành bão vụn mấy ngàn tên tu hành người nín thở khẩn trương nhìn xem kia hắc sắc trưởng ấn, hoặc tiếc hận, có lẽ lắc đầu, hoặc thở dài. Hô, lục châu thân hình hư lắc, đến đến giữa này hắc ngô vệ trước mặt, còn dùng nhan sắc. Một trường đánh vào hắc ngô vệ lồng ngực bên trên, âm. Hoa, hắc ngô vệ trừng to mắt, bị một trường đánh trở tay không kịp, ngực ao hãm xuống dưới, lưng hướng sau lồi ra, kêu lên một tiếng đau đớn lồi ra tiên huyết, như như đạn pháo bay ra trăm mét xa. Đội trưởng, một tên khác khắc ngô vệ lập tức tiếp lấy đội trưởng mặc dù như thế lực lượng kia không giảm đem mặt khác hai người đâm đến lui về phía sau bay mấy mét mới vững vàng dừng lại đông lâm sơn mạch cảnh sắc rất dễ chịu nếu không phải vừa rồi mấy ngàn tên tu hành người đại chiến ba đầu mệnh cách thú hoàn toàn chính xác là thưởng thức cảnh trí tốt địa phương không chung tràn ngập mùi máu tươi kích thích mỗi người thần kinh cũng mang ý nghĩa nơi này chết qua không ít người tu hành giới từ xưa giờ đã như vậy có lúc chết khả năng liền là chuyện một cái chớp mắt tình, thậm chí liền người nào giết cũng không biết. Kia tên hắc ngô vệ nội tâm bên trong kinh ngạc vạn phần. Khôi giáp ngăn trở hắn đặc sắc biểu tình, duy chỉ có không có bao trùm cặp mắt kia. Sau mạc hành lộ, huyền thanh tử cùng tầng diễn còn kinh hãi hơn ánh mắt. Đồng thời nội tâm sinh ra một vạn cái nghi vấn, lão nhân kia là người nào? Vì sao lợi hại như vậy? Lợi hại như vậy đại lão vì sao còn kia khiêm tốn phân rõ phải trái? Một trường mà thôi, bất quá là món ăn khai vị. Lục Châu biết rõ, muốn dùng một địch sáu, có chút khốn khó. Chí mệnh nhất kích lãng phí ở những này nhân thân bên trên, là thật có chút đáng tiếc. Hắn nhớ tới thư tịch ghi lại mệnh cách tri thức, mệnh cung là mệnh cách chiếm cứ chi chỗ, trước hủy mệnh cung, thì mệnh cách đều hủy. Kia sáu tên hắc ngô vệ lập tức liền thành một đường. Trên người bọn họ khôi giáp, giống như là có lấy mạc danh liên hệ, đường vân phù hợp, nguyên khí lực lượng dung hợp lẫn nhau. Bị đánh bay hắc ngô vệ, là bên trái tiểu đội trường hắn nhẫn nhịn ngực kịch liệt đau nhức nói các hạ là lão phu là ai không trọng yếu cái này mệnh cách chi tâm lão phu muốn lấy đi hắc ngô vệ phụng mệnh làm việc các hạ cần gì khó xử kia tiểu đội trưởng nói ra tốt một cái khó xử các ngươi khó xử lão phu thời điểm sao không thấy cái này lời lục châu xem thường lắc đầu cái này hắc ngô vệ không nói cái này lời cũng liền thôi nói một lời này ngược lại lệnh lục châu nội tâm giận dữ lúc nào phụng mệnh hành sự cũng có thể trở thành ức hiếp hắn người lấy cớ rồi. Ba viên mệnh cách chi tâm, lưu lại một khỏa, hắc ngô vệ mang đi hai viên, như thế nào? Kia hắc ngô vệ nhượng bộ, lục châu lắc đầu, kia hắc ngô đội trưởng bảo vệ lần nữa nói, các hạ thực lực, hẳn là tại năm mệnh cách tả hữu, những ngày sơ đẳng mệnh cách thú, đối với ngài cũng không có sử dụng. Mấy ngàn tên tu hành người nhìn đến mở rộng tầm mắt. Kia ra sân huyễn khốc, cao thâm mặt chắc hắc ngô vệ, lại nói lên mềm lời. Cảnh tượng này nhìn đến huyền thành tử, mạc hành lộ cùng tầng diễn hận không thể cuồng phiến chính mình cái tát. Liền hắc ngô vệ đều muốn nhận sợ lão nhân, hắn nhóm thế mà. Muốn chiếm nhân ra tiện nghi, lão phu nói qua, cái này ba viên mệnh cách chi tâm, lão phu muốn toàn bộ lấy đi, lục châu nói ra. Bên phải trong tiểu đội ở giữa hắc ngô vệ tay bên trong trường kích run lên. Cộng hưởng tiếng vang lên, một tòa, hai tòa, ba tòa thiên giới lượn quanh xuất hiện ở trước mặt mọi người, tam đại hắc sắc tinh bản chiếm cứ thiên không, Bên trái tiểu đội hiểu ý, đồng dạng mở ra pháp thân, bốn tòa, năm tòa, sáu làm. Chụp thành một đường, bốn thấp, hai cao, cao 40 trượng, thấp 35 trượng. Sáu người thực lực phân biệt là hai tên bốn mệnh cách, bốn mệnh ba mệnh cách, tiêu chuẩn hắc ngô vệ thực lực, cùng nhan chân lạc thuật, hoàn toàn ăn khớp. Ta nhóm không muốn khai chiến, các hạ cần gì đánh cược hắn nhóm mệnh, hắc ngô vệ nói ra, a à, tại chỗ mấy ngàn tên tu hành người lần lượt lui lại. Huyền thanh tử, Mạc Hành Lộ cùng tầng diễn sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Châu lắc đầu nói, hắn nhóm chết không chết, cùng Lão Phu có lên can gì? Huyền Thành Tử, Mạc Hành Lộ, tầng diễn, ba người tâm tình chìm vào đáy cốc, bây giờ bất kể là ai thắng ai thua, hắn nhóm Tam Đại Tông đều không có cái gì quá ngon để ăn. Chuyện này là sao a? À, nghiệp trướng, lấy được mệnh cách chi tâm còn không có nóng tay, hưng phấn kình đều không có duy trì liên tục bao lâu, liền bị người hung hăng đánh xuống địa ngục. Sáu tên hắc ngô vệ, lục đại thiên giới lượn quanh cái này nhất chi lực lượng đủ dùng quét ngang kim hồng lưỡng giới cũng may hắc tháp nội bộ mâu thuẫn rất lớn nếu không phiền phức liền lớn chúng tu hành giả lui trăm mét có hơn nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng thiên giới ở giữa chiến đấu muốn giết bọn hắn đều là một ý niệm hắn nhóm cảm giác mình tựa như là thịt cá trên thớt gỗ chờ đợi lấy bị người sâu xé tại thiên giới trước mặt hắn nhóm tất cả đều là nhỏ yếu cửu non các hạ muốn cùng hắc tháp là địch hắc ngô vệ tiếp tục hiểu dùng lợi hại. Lục Châu nói ra, ngươi không dám loạn khai sát giới, là sợ hãi bị phạt a. Ừm, Ưng, hắc ngô vệ nhất kinh, cái này ba viên mệnh cách chi tâm, đã vào lão phu túi, ngươi nhóm cảm thấy, chỉ bằng ngươi nhóm sáu người có thể cầm lại. Lục Châu hỏi lại, hắn ở trong lòng tính toán song phương chiến đấu lực, đối phương tổng cộng 20 cái mệnh cách, đem trí mệnh nhất kích dùng hết, có thể mang đi 5 cái mệnh cách, còn thừa lại 15 cái mệnh cách. Như là không cân nhắc công đức, thái huyền chi lực hẳn là có thể mang đi hai người mệnh cung, còn thừa lại ba người. Tranh lệch có điểm lớn A, mặc dù có một ít không sai vũ khí. Nhưng mà tựa hồ còn chưa đủ vững vàng, trước hù dọa lại nói, hắc tháp nghị hội làm như thế, là tại bảo vệ hồng liên, hắc ngô vệ lần nữa nói. Sống chết có số, giàu có nhờ trời, người hỏi hỏi bọn hắn, có đồng ý để cho người bảo hộ sao? Lục Châu chỉ một lần bay đến cách đó không xa mấy ngàn tên tu hành người, kia hắc ngô vệ ý đồ giải thích nói hồng liên căn bản không có chống cự tai nạn năng lực cấp thấp mệnh cách thú liền nhường các ngươi chật vật như thế như là gặp phải thú vương đi lục châu đưa tay ngắt lời hắn loại lời này lão phu nghe chán hắc ngô vệ hai mặt nhìn nhau đều là lần thứ nhất gặp thế nào liền nghe chán rồi vậy cũng đừng trách ta nhóm không khách khí bảy trận bốn tên hắc ngô vệ bỗng nhiên lấp lóe đem lục châu vây quanh ở giữa trận hắc ngô vệ nói cho cùng có sáu người theo bọn hắn nghĩ, 6 đánh một, thủ thắng hy vọng phi thường lớn. Sát giới, mở liền mở, một cái hô hấp công phu, liền có cái này dạng tốc độ. Đám người lên tiếng kinh hô, đây chính là thiên giới đấu pháp, bốn góc hắc ngô vệ giơ lên trong tay trường kích, lục châu nhíu mày, lão phu liền thành toàn các ngươi, thân hình hư lắc. Xuất hiện tại phía đông hắc ngô về hậu phương, một trường vỗ ra, kia hắc ngô vệ cảm thấy được nguy hiểm gây nên, lập tức lấp lóe chạy trốn nhưng mà hắn không nghĩ tới lục châu sớm đã dự phán hắn vị trí cùng lấy dùng tốc độ nhanh hơn vọt đến hậu phương tiếp tục đập xuống cái này một trường tiểu ngũ lục châu sắc mặt như thường năm ngón tay nở rộ màu xanh thảm quang hoa túc trụ tùy niệm thần thông tuyệt thánh khí trí trưởng ấn ẩm vang đánh vào kia người trên lưng âm uhm, kia tên hắc ngô vệ không chút huyền niệm nhào về phía trước trong miệng thốt ra nhất đạo huyết tiễn tại mặc sắc cương khí vờn quanh hạ cực giống máu đen đinh đánh giết một mệnh cách hoạch đến sáu nghìn điểm công đức giết mệnh cách không quá thỏa đáng, lúc này không phải cân nhắc kiếm công đức thời điểm. Thái huyền chi lực trung quy có hạn, nhưng mà cái này một trưởng, bày ra hắn thực lực cường đại. Mạc hành lộ nhìn đến kia lam quang, đột nhiên có chủng cảm giác quen thuộc, nói, là hắn, người nào? Giết sư trần thù vị kia lão tiền bối, vậy mà là hắn. Huyền thanh tử cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Giết sư trần thù thời điểm, chỉ là thập diệp, hiện nay một năm còn không có đến, liền nắm giữ dùng một địch sáu hắc ngô vệ thực lực. Kia hắc ngô vệ bị diệt một mệnh cách mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, hai vị đội trưởng vũ động trường kích, trường kích bị hắc sắc cương khí vờn quanh. Bốn phía khu vực tựa hồ biến đến âm trầm, giống như khí thế của bọn hắn, trở nên cường đại. Pháp thân, phía tây hắc ngô vệ mở ra pháp thân, mặc sắc tinh bàn tam đạo mệnh cách lập tức kích xạ ra cương ấn quang trụ. Lục châu hư lắc né tránh, đệ tứ mệnh cách lực lượng sử dụng ra, lại giống như là biến mất tại chỗ như vậy người đâu, cẩn thận, trong chớp mắt, lục châu lấp lóe một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại kia hắc sắc thiên giới sau lưng, năm ngón tay ma đà thủ ấn, chế trụ kia thiên giới lượn quanh pháp thân, trưởng đao nở rộ lam quang, hướng liên tỏa mệnh cung rơi đi. Cực hạn tốc độ, lệnh hắc ngô vệ không rét mà run. Không, xoẹt, lục châu cái này một trưởng đao hung hăng bổ ra mệnh cung. Pháp thân lập tức bị trọng thương, phía sau tinh bàn tam đạo mệnh cách đồng thời dập tắt. Mặc dù không có hoạch đến công đức, nhưng mà sự thật chứng minh chém giết mệnh cung có thể trực tiếp hủy đi mệnh cách không có pháp thân thân trước cái này vì hắc ngô vệ lập tức biến thành nhỏ yếu cừu non cùng lúc đó bốn phía hắc ngô vệ đánh tới lui chân hạ sinh lam liên liên hoa nở rộ mênh mông lam liên lực lượng đem nhào tới hắc ngô vệ bắn bay phanh 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 oanh đơn lâm sơn mạch vừa tốt bị lam liên cắt đứt liên giống như là đao tại đậu hũ vạch một đao năm tên hắc ngô vệ đánh bay đồng thời cùng không trung tiêu thất. Lục Châu thuận thế năm ngón tay nhấn tại kia tên mệnh cung bị hủy hắc ngô vệ lồng ngực bên trên, oanh. Rơi xuống, nặng nề mà nện ở sơn mạch bên trong, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, hoạch đến 8000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 2000 điểm. Lục Châu tuyệt không buông lỏng cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía, nơi nào còn có bóng người, cái này là cái gì bỏ chạy bí pháp? Lục Châu nội tâm kinh ngạc, nhưng mà sắc mặt thong dong, đề phòng bốn phía khả năng xuất hiện biến cố thái huyền chi lực dùng ba lần, hao tổn đạt một nửa. Như thật muốn dùng hết át chủ bài, Lục Châu cũng có bản lĩnh đem hắn nhóm toàn bộ chém xuống, chỉ là rất không có lời. Cái này lúc, Lục Châu tai nội ẩn ẩn bám vào thái huyền chi lực. Ẩn thân pháp, có thể thấy chính mình đối thiên giới lượn quanh chiến đấu, vẫn y như cũ không đủ. Nhan chân lạc tặng cho thư tịch, vốn là cơ bản thường thức, nếu là cao dai hoặc là đặc biệt bí pháp, lại thế nào khả năng tùy tiện bị người ta biết. Thính lực thần thông bám vào phương viên ngàn mét, Côn Lôn Chính Tông, Trùng Hư Quan, Vấn Thiên Tông tất cả mọi người nhất cử nhất động, hô hấp, nhịp tim, đều tại hắn cảm giác phía dưới. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua huyền thành tử các loại người, chỉ nhìn cái này, mọi người nhất thời lơ lửng quỳ bái. Lão tiên sinh thứ tội, mấy ngàn người đồng thời quỳ xuống đất, lão tiên sinh thứ tội, đông, 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 tiếng tim đập, lục châu lực chú ý cũng không trên người bọn hắn, mà là nhìn về phía đông lâm sơn mạch phía bắc. Hắc ngô vệ tựa hồ chính là từ phía bắc đến, làm hạ thi triển lấp lóe hướng bắc tuấn gì mấy ngàn mét đứng lơ lửng giữa không trung tiếp tục lắng nghe đông 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 cực kỳ mịt mờ tiếng tim đập đón lấy tiếng tim đập im bặt mà dừng bốn phía tĩnh đến đáng sợ lục châu nhìn khắp bốn phía một tay chắp sau lưng trầm thấp nói cùng lão phu chơi mèo vờn chuột lục châu xuất trưởng kim sắc trưởng ấn hướng kia tiếng tim đập dừng lại phương hướng bay đi kia là một ngọn núi đá phía sau oanh cái khác bốn tên hắc ngô vệ dây lát ở giữa xuất hiện, tập thể lao đi kia tên bên trong trưởng ấn hắc ngô vệ, lấp lóe chạy trốn. Đi, đi đâu, Lục Châu dùng khoa trương hơn tốc độ đuổi theo, PS, canh 5, tăng thêm, còn thiếu 12 chương, cầu phiếu đề cửa cùng nguyệt phiếu, tạ ơn. Được đến đế giang năng lực Lục Châu, luôn cảm thấy hắc ngô vệ tốc độ có chút chậm, chậm giống như là cố ý giống như. Giống như nhân loại bình thường tại họ mèo động vật mắt bên trong, tốc độ bị thả chậm rất nhiều lần. Đương nhiên, Hắc Ngô vệ cùng Lục Châu tranh lệch không có cái này đại. Cao thủ ở giữa, sai một ly đi nhìn dặm, chớp mắt công phu, Lục Châu đã hướng bắc bộ rừng cây đuổi tới. Huyền thành Tử, Mạc Hành Lộ cùng Vấn Thiên Tông tầng diễn, hai mặt nhìn nhau, muốn hay không đuổi theo nhìn nhìn. Mạc Hành Lộ nói ra, đừng, còn là tại cái này hào hảo nán lại đi, Huyền Thành Tử nói ra, ta nhóm những này tôm tép đuổi theo, vạn nhất bị ngộ thương, phía dưới đệ tử cũng là tại chỗ gật đầu. Cực kỳ đồng ý, thiên luân sơn mạch thập diệp chi chiến, cũng đã đem cả cái hạt cốc san thành bình địa. Thiên giới chiến đấu hiển nhiên mới nóng người mà thôi, kia, mệnh cách chi tâm, tầng diễn nuốt một ngụm nước bọt, mặt lộ vẻ khó xử nói. Đều lúc này, còn mệnh cách chi tâm, còn là suy nghĩ thật kỹ thế nào bảo mệnh đi, ba người cúi đầu thở dài. Hắn nhóm quyết định, trước không rời đi, tại chỗ chờ, tục ngữ nói, chạy hòa thượng, chạy không miếu. Hắn nhóm hiện tại đương nhiên có thể dùng chạy, nhưng mà thiên giới nhất nộ, miếu đều cho người phá rồi. Chẳng bằng không chạy, còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại hồi tưởng lại, nhân gia thiên giới đại lão, thật quá giảng đạo lý. Lục Châu tại truy đuổi qua bên trong, hơi có do dự. Chiếu theo trước đó dự đoán, Hắc Ngô Vệ sẽ không yếu như vậy. Hắn nhóm đấu pháp sợ đầu sợ đuôi, chân tay co cóng. Hao tổn một tên Hắc Ngô Vệ sau đó, nghĩ tới lại là trốn. Lục Châu nội tâm buồn bực, đây thật là đến từ Hắc Tháp Cường Đại Hắc Ngô Vệ sao? Ông, ông, theo Đông Lâm Sơn mạch hướng bắc phi hành qua bên trong. Tại Đông Lâm Sơn mạch phía đông, nhất phiến rừng cây khu vực bên trong, hai tòa kim sắc pháp thân phóng lên tận trời. Một tòa kim liên thập diệp pháp thân, từ từ thăng không, liên tọa phía trên, thập phiến diệp tử quay chung quanh xoay tròn, diệp tiêm phía trên, có từng sợi kim diễm phóng lên tận trời. Còn có một tòa không kim liên pháp thân, càng thêm huyễn khốc. Tuy không liên tọa, nhưng mà kia thập phiến diệp tử, tại pháp thân bốn phía, cực kỳ có quy luật quay chung quanh xoay tròn, trình trình tề tề, giống như 10 cái mặt trăng vờn quanh địa cầu. Thập diệp rồi, Lục Châu chỉ liếc một cái, liền biết rõ đại khái. Có nhiều người như vậy hộ pháp, đồng thời thủ lấy tình huống dưới, vô chính hải cùng ngu thượng nhung đạt đến thập diệp, cũng hợp tình hợp lý. Kia năm tên hắc ngô vệ dừng lại một chút, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng kia vì hai tòa thập diệp pháp thân bay đi. Thấy cảnh này, Lục Châu khẽ nhíu mày, dám động lão phu đồ nhi đệ tứ mệnh cách lực lượng nở rộ hắn thân thể chung quanh giống như xuất hiện nhất tầng kim hỏa miêu biên cái này là đế gian thú năng lực ngay sau đó không gian giống như là vạn vẹo như vậy bởi vì tốc độ quá nhanh hình thành gợn sóng cảm giác một lần mệnh cách lực lượng lục châu lập tức xuất hiện tại ngũ đại hắc ngô vệ thân về sau một trưởng vỗ ra ngũ đại hắc ngô vệ vai sóng vai bỗng nhiên quay người cánh tay của bọn hắn liền thành một đường trường kích đứng tại khe hở bên trong thân hình lại lần nữa lóe lên biến mất Lục Châu trưởng ấn cũng chụp cái không. Hả, đây rốt cuộc là cái chiêu gì? Lục Châu quay đầu lại, nhìn mình đồ đệ. Các đồ đệ bình yên vô sự. Cái này lúc, hắn nhìn đến, tư vô nhai thừa lấy đế giang, mang cánh, hướng cái này một bên bay tới. Lục Châu lúc này truyền âm, đừng tới đây. Hắc ngô vệ nhất định không đi xa. Từ chiến đấu mới vừa rồi tình huống đến xem. Hắc ngô vệ tại thi triển cái này một chiêu thời điểm, hội sinh ra ngắn ngủi thuấn gian di động. Sao lấp lóe còn muốn lặng yên không một tiếng động di động như là các đồ đệ qua đến, bị hắn nhóm trở thành con tin, liền không dễ làm. Nghe đến sư phụ truyền âm, tư vô nhai cùng đế giang lăng không lơ lửng, đứng tại mấy ngàn mét bên ngoài, truyền âm nói, sư phụ, là người nào? Hắc ngô vệ, đều là thiên giới, lục châu ngắm nhìn bốn phía, tư vô nhai ở phương diện này lý trí đến nhiều, hắn lập tức trèo lên cao độ, nhìn xem trời chiều, tầng mây, cùng với đại địa, đài quan sát có phương vị. Truyền âm nói, sư phụ, tiếp tục hướng bắc, Hắn nhóm nhất định từ Bắc Bộ bay tới. Không được, nếu bọn họ quanh co, người nhóm liền có nguy hiểm, Lục Châu nói ra. Cũng không thể nói từ vô nhai cung cấp tin tức không có sử dụng, tối thiểu nhất biết rõ hắn nhóm đến từ phía Bắc. Lục Châu hướng Bắc Bộ sơn mạch, đại hình thung lũng khu vực bay đi. Ẩm ướt hoàn cảnh, mặt lộ hung tướng dã thú, Lục Châu mặc niệm tính lực thần thông, mấy ngàn mét phạm vi bên trong gió thổi cỏ lay toàn bộ hiểu rõ. Lần này, không có tiếng tìm đập, bốn phía yên tĩnh. Lục Châu thẳng tắp lơ lửng, chậm rãi giữa khu rừng đi tới, mỗi đi tới mấy mét, liền hội lưu lại một lần, quan sát hai bên. Lão Phu cho ngươi nhóm cơ hội, ngươi nhóm không hào hảo chân quý, lại muốn khiêu khích Lão Phu, hắn một bên tiến lên, vừa nói. Thu hồi thính lực thần thông, Lục Châu dự định tiết kiệm thái huyền chi lực, bằng tự thân tu vi cảm giác bốn phía động tĩnh. Mới giết một tên hắc ngô vệ, không thể quá mức đắc ý quên hình. Kéo kẹt, bên trái đằng trước truyền đến âm thanh, lão tiên sinh cần gì hùng hổ dọa người. Lục Châu nhắc trưởng, khô, trưởng ấn đánh vào viên kia đại thụ bên trên, oanh, kia đại thụ lập tức thành vì bã vụn, vỡ vụn ra. Không có bóng người, các người bức lão phu thời điểm, có thể từng nghĩ tới hiện tại. Hắc bạch đều là từ ngươi định, lão phu liền giúp người nhận rõ cản khôn, phải phía trước truyền đến hồi âm, ba viên mệnh cách chi tâm, ta nhóm để. Chuyện này, xóa bỏ như thế nào? Trước đây có nhiều mạo phạm, ta nhóm đã hao tổn một người, tính là bồi tội như thế nào, rất thức thời, Lục Châu vừa quan sát một bên suy tư, hắn không có xuất trưởng oanh thanh âm kia nguồn gốc chi chỗ. Như vậy dừng lại, cũng là không sai tuyển trạch, nhưng mà, bắc bộ rừng cây sâu chỗ, chuyển đến nhất đạo âm lãnh âm thanh, giết hắn, nếu không, người nhóm chết. Võ, Vũ Đại Nhân, Vũ Đại Nhân, liền hắc ngô vệ đều muốn kính xưng Vũ Đại Nhân, thẩm phán giả, lão phu, lần này trang đại A, hiện tại trốn, còn kịp không? Vâng, thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục cực kỳ sâu thẳm, có thể thấy kia Vũ Đại Nhân giấu tại chỗ rất xa, thậm chí khinh thường với tự mình xuất thủ. Lục Châu suy nghĩ nhanh chóng, ngừng đầu nhìn lên, che khuất bầu trời, Thái Dương phảng phất bị che khuất, hô, cuồng phong nổi lên, sấm sét vang dội, Lục Châu thả người phóng lên tận trời, đến đến đại thụ che trời, thùng lũng bầu trời. Lúc này hắn nhìn đến lệnh người kinh ngạc một màn, tại thùng lũng năm cái phương hướng, phân biệt dựng nên một cây cờ xí, kia cờ xí chỉnh mặc sắc, cờ xí hắc văn lấp lóe, theo gió tung bay. Ngũ đạo cao tới trăm trượng trận kỳ, bao phủ phương viên mấy chục dặm. Trận kỳ, Lục Châu nhìn đến tâm sinh kinh ngạc, trăm trượng chi cao hắc sắc trận kỳ, nhìn dị thường quỷ dị. Cho dù là hắn hiện tại độ cao, cũng cần ngưỡng vọng những cái kia trận kỳ. Ngay sau đó, ngũ đại trận kỳ, kích xả ra hắc sắc kiếm cương. Theo sấm sét vang dội, phong vân quyển tích phía dưới, cả cái thùng lũng bên trong thụ mộc, trong khoảnh khắc bị kiếm cương quét ngang cái này nhìn sang liền giống như là một tòa pháo laser đài quan sát giống như càng làm người kinh ngạc chính là những cái kia kiếm cương không gì không phá phong mang cùng trận kỳ triệt để che khuất thiên không cùng thái dương lục châu nhìn đến ngũ đạo trận kỳ sau hắc ngô vệ hắn nhóm cầm trong tay trưởng kích đứng tại trận kỳ phía dưới ông năm tòa thiên giới lượn quanh theo lần sáng lên tiếp tục tiêu tán ngũ đạo nghịch thiên hắc sắc kiếm cương dồn thẳng vào lục châu mặt vị danh thuẫn đơn trưởng nâng lên vị danh hóa thuẫn, hình thành thái cực âm dương kim quang đổ án, cương ấn ngăn tại phía trước. Âm, ngũ đạo kiếm cương nệt ở vị danh thuẫn bên trên, lập tức đem lục châu đẩy ra thùng lũng vài trăm mét bên ngoài. Tư, những cái kia kiếm cương tiếp tục trên vị danh thuẫn từ từ rung động, không ngừng để lấy vị danh thuẫn. Lục châu chợt cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, khó có thể tin. Lão phu ngược lại là xem nhẹ người nhóm, thái huyền chi lực, oanh, tất cả kiếm cương bị vị danh thuẫn triệt tiêu, ngũ đạo trận kỳ theo gió tung bay mỗi động một cái như là kinh lôi phít lịch âm vang có lực lốp bốp âm thanh mang ra vô số mặc sắc kiếm cương lại lần nữa đánh tới cái này chính là hắc ngô vệ thực lực lục châu quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt bị ngăn cản hết thảy chung quanh tựa như nhân gian luyện ngục toàn bộ đều bị mặc sắc cương khí bao trùm kiếm cương đem phương viên mấy ngàn mét không gian chiếm lĩnh hắc ngô vệ rốt cuộc động thủ lục châu không lui mà tiến tới lấp lóe hướng về phía trước tránh thoát che khuất bầu trời mặc sắc kiếm cương. Nhưng mà những cái kia kiếm cương tại trăm trượng chi cao trận kỳ khống chế hạ, biến đến càng hung hiểm hơn, uy lực càng thêm cực lớn. Vị danh thuẫn, đưa tay ngăn tại phía trước, kia thuẫn không lại là tiểu tiểu tấm thuẫn, lập tức vù vù rung động, giống như là một cái đủ dùng ngăn trở thiên không kim quang lóng lánh cây dù, hướng về phía trước một đỉnh. Như là thiên mạc giống như tấm thuẫn, bay ngược lại trở về. Phanh phanh phanh, kiếm cương bị vị danh thuẫn ấn mức lui. Lục Châu thừa cơ hướng về phía trước lấp lóe, thôi động mệnh cách chi tâm kim sắc tinh bàn xuất hiện tại trong lòng bàn tay, chỉ là một đường vòng cung động tác. Ngũ đạo mang hỏa cương ấn quang trụ bắn ra, phanh 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 phanh. Ngũ đại hắc ngô vệ song trường đỉnh tại phía trước, thiên giới lượn quanh thúc đẩy quang trụ lực lượng đem hắn nhóm đánh lui. Đồng thời, ngũ đạo mặc sắc tinh bàn kích xả ra lít nha lít nhít cương ấn quang trụ, còn kích lục Châu. Lão phu thật chơi lớn a. À? hiện tại Lục Châu hoàn toàn bị nguy hiểm bao trùm, Thái Huyền chi lực một ngày dùng tận, liền thật muốn xong con bê. Hoàn cảnh này, mảy may dung không được bất kỳ khinh thường nào. Hắc ngô vệ đến từ Hắc Tháp, lại là nhất đẳng cao thủ, sao lại một điểm thủ đoạn đều không có. Trận kỳ, Lục Châu nhìn xem kia trăm trượng chi cao trận kỳ, không ngừng theo cuồng phong đung đưa, lốp bốp kích xả ra mặc sắc kiếm cương. Phải nghĩ biện pháp tới gần hắn nhóm, mệnh cách lực lượng cùng Thái Huyền chi lực đều có hạn, không thể lại cái nảy dạng lãng phí xuống dưới trong lúc suy tư trăm trượng chi cao trận kỳ kích xả ra kiếm cương đem vị danh thuẫn triệt tiêu toàn bộ thế giới một lần nữa trở lại kiếm cương luyện ngục trạng thái bên trong kết định ấn phanh 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 kiếm cương bị kết định ấn vông ra lục hợp đạo ấn chân hạ sinh bát quái thân bên trên toát ra kim quang lóng lánh người cái chữ kiếm cương đều bị đánh lui lục châu tiếp tục hướng phía trước lấp lóe hắc ngô vệ đồng thời tế ra pháp thân ném ra ngoài tay bên trong trường kích, Lục Châu nhìn thoáng qua, chẳng lẽ muốn dùng trí mệnh nhất kích. Cái này dạng quá không có lời, coi như mang đi một người, còn hội còn lại bốn người. Chờ một chút, thực tại không được, trí mệnh nhất kích thêm tất cả thái huyền chi lực có thể mang đi hai người, còn lại ba người tự nhiên tan vỡ. Trường kích quay chung quanh trận kỳ xoay tròn, năm lần trường kích lộ ra hắc quang. Cương khí vờn quanh trường kích, tại trận kỳ gia trì hạ, ngũ đạo trường kích phảng phất xuyên thủng hư không, đâm về Lục Châu, Cùng lúc đó, che khuất bầu trời mặc sắc kiếm cương, che chở lấy ngũ đại trưởng kích. Thời khắc nguy cấp, tư vô nhai âm thanh chuyển đến, sư phụ, hải hồn châu, được đến nhắc nhở. Lục châu lúc này lấy ra hải hồn châu, hợp, nguyên phí thôi động hải hồn châu, dùng hải hồn châu làm trung tâm, phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Kêu, tuyệt đối linh độ, tại này hiệu quả hạ, băng phong bên trong tất cả năng lượng đều bị đông kết đình chỉ. Hết thảy đều bị đông cứng, kéo kẹt đông kết âm thanh, phô thiên cái địa cản quét bốn phía. Trên bầu trời mặc sắc kiếm cương cũng thành đóng băng một bộ phận. Đón lấy, ngũ đạo trận kỳ biến thành băng điêu, dừng lại bất động. Ngũ đại hắc ngô vệ không cần nghĩ ngợi, chăm miệng một lời, rút, muốn đi. Muộn, không có kiếm cương ngăn cản, lục châu như cá gặp nước, thôi động mệnh cách chi tâm, toàn thân kim quang lóng lánh, xuất hiện ở trong đó một tên hắc ngô vệ bên cạnh, đánh ra trưởng ấn. Cản, kia hắc ngô vệ thân bên trên khôi giáp sáng lên đạo văn. Hắc sắc tinh bàn đơn độc xuất hiện ở trước ngực, ngươi cản không được, oanh, cái này một trưởng mang lấy hùng hồn thái huyền chi lực. A, à, tinh bàn co lại tiến nhập thể bên trong, đinh, đánh giết một tên mệnh cách, thu hoạch đến 6.000 điểm công đức. Những người khác thấy thế, từ bốn phương tám hướng lấp lóe vây công. Bốn đạo mặc sắc cương ấn, cuốn tới, dùng đến diệt tận trí thông cố, có thể ở tam muội chính định, mà phổ hiện sắc thân, ví như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà với tam muội vắng lặng bất động. Lam Liên nở rộ, Thái Huyền chi lực lại lần nữa đem bốn người không nói đạo lý bước lui. Phanh 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 phanh, bốn người bay ngang ra ngoài, một màn này cực giống Đông Lâm Sơn mạch đánh giết kia tên Hắc Ngô vệ tràng cảnh. Lục Châu bắt lấy tay bên trong Hắc Ngô vệ, dây lát ở giữa ngũ liên trường. Lần này không có Thái Huyền chi lực, tuyệt thánh khí trí, từng cái rơi tại kia tên Hắc Ngô vệ trái tim bên trên. Phanh phanh phanh, đừng, Lục châu lòng bàn tay xuất kiếm, vị danh kiếm bao khỏa kiếm cương, kim sắc quanh quần. Hướng kia tên bị ngũ liên trưởng va chạm đến không hề có lực hoàn thủ Hắc Ngô vệ thân bên trên. Mạn Thiên đều là Lục Châu cái bóng, hưu hưu hưu, vị danh kiếm mỗi một kiếm đều vạch qua kia tên Hắc Ngô vệ thân bên trên. Liên tiếp hoa mắt tiến công kết thúc về sau, Lục Châu lấp lóe xuất hiện tại kia tên Hắc Ngô về phụ cận, đưa lưng về phía kia người, đảo mắt bốn người. Trong lòng bàn tay Vị danh kiếm lóe ra đom đóm giống như kim quang. Lại là một kiện, hợp, chiến đấu dừng lại, Lục Châu sau lưng kia tên Hắc Ngô vệ, giống như là bị thi định thân thuật, không nhúc nhích. Hắn nhìn cũng không nhìn kia Hắc Ngô vệ, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm còn lại bốn người. Răng rắc, thân sau lơ lửng kia tên Hắc Ngô vệ, khôi giáp từng cái hé, hóa thành toái phiến. Tiếp tục, thân bên trên chảy ra tiên huyết, hắn đã sớm bị Lục Châu vị danh kiếm vạch nát, tiên huyết liền giống như là mất khống chế vòi nước. Dân trào hướng lên, đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 6.000 điểm công đức, đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch đến 8.000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 2.000 điểm. Kia tên hắc ngô vệ thành toái phiến, rơi vào thung lũng bên trong, biến mất không thấy gì nữa, không được bao lâu liền sẽ trở thành đất hoang bên trong hung thú tranh đoạt thức ăn. Còn lại bốn tên hắc ngô vệ lần lượt nuốt một ngụm nước bọt, trái cổ dũng động. Thật muốn lưỡng bại câu thương, hắc ngô vệ âm thanh biến đến khàn khàn, nghe nói, lục châu sắc mặt thong rong từ cái này lời nghe ra được hắc ngô vệ còn có át chủ bài nhưng mà việc đã đến nước này nào có trang bức xong không trả giá đất đạo lý lưỡng bại câu thương lục châu lắc đầu nói thật ta nhóm không muốn đánh hắc ngô vệ chỉ là chấp hành tầng thẩm phán giả đại nhân tự tại đằng sau hắc ngô đội trưởng bảo vệ kéo ra nhất đạo bình chướng truyền âm nói thẩm phán giả đại nhân vũ đại nhân thích nhất sơn hổ đấu ta thừa nhận người rất lợi hại có thể là cái này dạng đấu xuống dưới đối người ta đều bất lợi. Các hạ, liền là vị kia giết dịch nhiều cao nhân, đúng sao? Hắc ngô đội trưởng bảo vệ nói ra, dịch nhiều hoàn toàn chính xác là lão phù giết chết, Lục Châu bình tĩnh nói ra. Nửa năm trước, ta liền phụng mệnh đến điều tra này sự tình. Ta như muốn động thủ, đã sớm động thủ, thế nào cần phải chờ tới bây giờ? Ta vốn cho rằng, các hạ vào thiên giới, liền sẽ không để ý những này sơ đẳng mệnh cách. Không nghĩ tới, còn là gặp mặt, hắc ngô đội trưởng bảo vệ giao động xuống ngươi cùng lão phu nói những này có gì mục đích lục châu trong lòng bàn tay vị danh kiếm vẫn còn ở đó đều thối lui một bước chuyện ngày hôm nay dừng ở đây hắc ngô đội trưởng bảo vệ nói ra như là lão phu không đồng ý đâu hắc ngô đội trưởng bảo vệ bất đắc dĩ nói bản thân thành vì hắc ngô vệ trước nay liền biết rõ hội có một lần chết ta rất muốn sống đến lâu một chút đại thiên thế giới nguy hiểm trùng điệp nếu là có tuyển trạch ta sẽ không lại làm hắc ngô vệ ngươi đã thấy rõ ràng còn dám uy hiếp lão phu lục châu nói ra người tại hắn vị thân bất do kỷ kia hắc ngô vệ nói ra ta như biết rõ là các hạ chắc chắn sẽ không tại đông lâm sơn mạch xuất hiện còn sống là sinh tồn đệ nhất sự việc cần giải quyết cái này là hắn thành vì hắc ngô vệ trước nay một mực phụng làm chuẩn tắc đằng sau hắc ngô vệ nhắc nhở một câu thời gian không đủ vũ đại nhân đợi thêm ta nhóm phục mệnh còn có một cái vũ đại nhân quả nhiên từ sơn mạch cực bắc chuyển đến thanh âm trầm thấp cái này là ngươi đồ nhi hắn thân bên trên mùi thú vị thú vị ngược lại là rất thông minh sờ đến nơi này lục châu bỗng nhiên ngừng đầu nhìn về phía phương bắc nhìn hướng hậu phương nơi nào còn có tư vô nhài cái bóng lão thất lục châu sắc mặt nhất bản nhìn xem bốn tên hắc ngô vệ hắn ở đâu các hạ mang lão phu đi gặp hắn lục châu toàn thân lộ ra sát cơ kia hắc ngô vệ nhìn chung quanh một chút phất cánh tay, lộ ra mâu thuẫn ánh mắt, nói ra, Vũ Đại Nhân là hắc tháp tứ đại thẩm phán giả một trong. Thực không dám giấu giếm, ta cũng không muốn nhìn xem ngươi đi chịu chết, hắn bừng tỉnh cảm thấy. Hắc tháp nội bộ cân bằng, thật muốn bị đánh phá sao? Không nên ép lão phu khai sát giới, lục châu ngữ khí băng lãnh. Kia hắc ngô vệ chỉ chỉ bắc bộ sơn mạch, lục châu toàn thân lại lần nữa bốc lên kim sắc miêu biên, nhanh như thiểm điện đuổi tới. Trong chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa còn lại bốn tên hắc ngô vệ, bỗng nhiên nhẹ thở ra một hơi. Làm sao bây giờ, nhiệm vụ thất bại, như thực báo cáo. Nhưng ở cái này trước đó, kia hắc ngô đội trưởng bảo vệ, giơ bàn tay lên, hướng lồng ngực của mình vỗ xuống đi. Kêu lên một tiếng đau đớn, tiền huyết phun ra. Đội trưởng, làm theo, còn lại hắc ngô vệ thở dài một cái, lần lượt đem chính mình trọng thương. Chết mất hai tên huynh đệ, đừng nhắc lại. Hắc tháp có bó lớn người sẽ đi tìm hắn, đội trưởng kia hướng về thiên địa, khoa tay múa chân một lần, làm kho người tư thế, nguyên bản sáng ngời có thần con mắt, khôi phục thành lạnh lùng, đừng oán ta, đi tốt, trên đời này, người nào còn sống cũng không dễ dàng. Bốn tên hắc ngô vệ, hướng bắc bộ sơn mạch bay đi. Hắn như là hạ sát thủ, cần phải như thế nào? Một đội khác dài nói ra, vậy liền, đồng quy vu tận, chấm chấm hoặc kép chấm. Một đường hướng bắc, lục châu đem tốc độ mệnh cách lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Rốt cuộc, hắn tại rừng cây phía trên, nhìn đến lơ lửng đế giang. Đế giang, cạp, đế giang nhìn thấy hắn chủ nhân chân chính, nhanh như thiểm điện bay tới. Lục châu thả người rơi tại nó thân bên trên, lão thất tại đây, cạp, cạp cạp, đế giang bỗng nhiên lao xuống, kém chút lệnh lục châu rơi xuống dưới, còn tốt hắn tu vi thân về sau, lấy cực nhanh tốc độ điều chỉnh. Hắn đại khái minh bạch tình huống, tư vô nhai nhất định là biết rõ cái gì, thừa lấy đế giang, đến nơi này, nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Lại không nghĩ rằng, gặp kia tên tám mệnh cách thẩm phán giả. Bị bắt rồi, Lục Châu hơi hơi nhắm mắt lại, thiên thư thần thông, màu xanh thảm quang mang bám vào với trong mắt. Tư vô nhai tầm mắt xuất hiện, chỉ nhìn thấy trong tầng mây, tư vô nhai bị một cái cực lớn hắc thủ cương ấn bắt lấy, tránh thoát không được. Thái hư khí tức, vậy mà là thái hư khí tức. Thật là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, Lục Châu đột nhiên mở to mắt. ngẩng đầu vọng thiên, tầng mây bên trong, một tòa mặc sắc liên tỏa dưới đáy mâm tròn. Xuất hiện tại tầm mắt bên trong, Hắc Liên chính phóng hướng thiên cơ, phá vỡ vân vụ. Hắc Liên lấp lánh thiên không, quang mang vạn trượng. Hắc Liên cuối cùng rất lớn, có chủng Hắc Vân áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác áp bách, nếu không phải quy tắc liên diệp và chơn nhãn độ cong, cùng với mực nước một dạng quang hoa, rất dễ dàng bị ngộ nhận thành Hắc Vân. Hắc Vân, cuồn cuộn hướng lên, thập phiến liên diệp xoay tròn, quấy đến bốn phương tám hướng vân khai vụ tán nơi xa cực nhanh mà đến bốn tên hắc ngô vệ trở về tốc độ cũng không nhanh hắn nhóm không nghĩ gặp lại lục châu cho dù là bọn họ còn có chút át chủ bài có thể dùng trên đường đi đều nghĩ đến thẩm phán giả đại nhân muốn trừng phạt hắn nhóm một kiếp này muốn làm sao vượt qua nhiệm vụ thất bại muốn thế nào bàn giao năm cái người tâm tình cháy bỏng khó chịu cộng thêm chết hai người không khí một dạo không dễ chịu vừa rời đi địa thế ao hãm thung lũng lâm khu năm vị hắc ngô vệ cảm thấy dị dạng Hắn nhóm biết rõ, thông đạo, ở nơi nào, cảm thấy được dị dạng đệ nhất thời gian, 5 người lần lượt ngừng đầu, nhìn về phía chân trời. Mặc kệ là đội trưởng, còn là Hắc Ngô về phổ thông thành viên, lại nhìn thấy kia 75 trượng chi cao Hắc Liên Pháp thân lúc, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. 75 trượng chi cao, xa xa cao hơn Hắc Ngô về đám người một cái lệnh người ngưỡng vọng độ cao, thiên giới lượn quanh Pháp thân ngưng tụ sau khi thành công, mỗi mở một cái mệnh cách gia tăng năm trượng. Đệ lục mệnh cách mở ra về sau thì cần một mệnh quan. Qua một mệnh quan, pháp thân lại cao năm trượng. Mệnh quan, có thể coi là đối trước sáu mệnh cách một loại, khảo thí, thông qua thì thu hoạch đến càng nhiều năng lực, tỷ như, mệnh cách năng lực dung hợp, lại không có duyên đệ thất mệnh cách mở ra. Thiên phú tranh lệch, mệnh cung khu vực quá nhỏ, liền khảo thí cơ hội đều sẽ không có. Hắc ngô vệ, rất mạnh, nhưng bọn hắn nhưng đều là bị mệnh quan soát xuống đến tu hành người. Vũ Đại Nhân, chính là hắn nhóm ngưỡng vọng thiên tài. Vũ Đại Nhân, muốn trở về rồi, vì sao gấp gáp như vậy? Chúng hắc ngô vệ nghi hoặc khó hiểu. Đội trưởng cao mày nói, thông đạo vừa mở không bao lâu, vũ đại nhân hẳn là là có việc gấp. Đây đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt, tiếp xuống, ta nhóm tìm một chỗ chữa thương tĩnh dưỡng. Vậy chúng ta thương không phải nhận không rồi, trước đem trước mắt sự tình, hướng hắc tháp báo cáo. Vâng, bên trái hắc ngô vệ lấy ra hắc sắc phù chỉ, chính muốn bốc cháy thời điểm, không chung bên trong hắc liên xoay tròn giống như là dừng lại một chút giống như đó là cái gì là hắn sống chết có số ta đã khuyên qua hắn hắn không nghe không oán người được hắn nhóm nhìn đến cưỡi đế giang nhất kỵ tuyệt trần phi hành tư thế thẳng tắp hướng lên lục châu kia nhìn nhỏ yếu thân thể đạp lấy tựa như tia chớp tọa kỵ thân thể cùng đại địa cân bằng thân trước năm trượng phạm vi bên trong hình thành hình mũi khoan cương khí đến đến không chung chỗ kia hắc liên cảm thấy được phía dưới động tĩnh hắc liên pháp thân đỉnh đầu chỗ vũ quảng bình thần sắc hương phấn lại mang theo hờ hững quan sát một lúc này phương. Ưng, ừ, thiên giới, có ý tứ, Vũ Quảng Bình là hắc tháp tứ đại thẩm phán giả một trong. Cũng là hắc liên tám mệnh cách cường giả, hắn khẽ lắc đầu, Lục Châu còn không nhìn đến kia tám mệnh cách cường giả, tiếp tục trèo lên cao độ. Gặp không sai biệt lắm, liền chân hạ một dẫm, rời đi đế giang, nói, chờ lão phu trở về. Cạp, phát dội gọi âm thanh, rung khắp ở giữa thiên địa. Đế giang rất nghe lời, rời đi khối kia khu vực, như tiểm điện hướng nơi xa bay đi, không mang theo người cảm giác tạc bổng, bốn cái cánh phiến lên đến cũng lưu loát rất nhiều, trong chớp mắt bay khỏi rất xa. Lục Châu tiếp tục hướng lên, tại khoảng cách Hắc Liên cuối cùng mấy chục trượng không trung lúc, phía trên truyền đến kinh lôi tiếng, nhỏ yếu. Phía trước, lập tức Hắc Sắc Huyễn Ảnh xuất hiện, trước mặt xuất hiện ngàn vạn đạo trọng ảnh, hướng Lục Châu đánh tới. Lục Châu nhướng mày, trực giác nói cho hắn, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, bàn tay trái bóp nát, không có kẽ hở. Lục Châu vị trí xuất hiện một tòa Phật tổ kim thân. Kia Phật tòa kim thân cùng ngày xưa có chỗ khác biệt, ngồi xếp bằng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn lên đài phía trên, lên đài cũng là kim quang lóng lánh, chói mắt chói mắt. Hai tay rơi tại chân bên trên, kim quang, vạn trượng, bang, loảng xoảng bang, loảng xoảng, mưa to gió lớn tiến công tại kia Phật tổ kim thân thượng. Phật tổ kim thân chung quanh cơ hồ phủ đầy kia hắc sắc hư ảnh một đạo đạo mặc sắc trường ấn toàn bộ đánh vào Phật tổ kim thân thượng, lúc trước một đạo đạo gợn sóng, cực giống thần trung mộ của lúc âm thanh, ngột ngạt lại không mất vang dội từ phía chân trời truyền bá tứ phương, kinh động phù cận toàn bộ sinh linh. Năm vị hắc ngô vệ ngừng thở, con người cấp tốc co lại, không thể nào hiểu được xem lấy kia xuất hiện Phật tổ kim thân. Hắc liên áp Phật tổ, Vũ Quảng Bình thi triển mạng thiên thân Pháp thêm hắc sắc trường ấn, vốn cho rằng có thể trong nháy mắt, đem cái này nhỏ yếu lão nhân mang đi lại không nghĩ rằng vô số kẻ trường ấn, liền giống như là đánh vào kẹo đường bên trong, yếu ớt, biến mất không thấy gì nữa. Thân hình nhất định, hắc bao rủ xuống, Vũ Quảng Bình xuất hiện tại Lục Châu trước mặt, mắt bên trong nghi hoặc, hỏi, ngươi có thể ngăn trở bản tọa trường ấn. Lục Châu bàn tay phải thuận thế đẩy ra, thậm chí không đợi được không có kẽ hở thời gian trôi qua. Cường hóa bản trí mệnh nhất kích hóa thành huỳnh quang, ăn lão phu một trường, không cùng ngươi nhiều bức bức. Trong lòng bàn tay, một đạo nghịch kim đồng hồ vòng xoáy xuất hiện hình thành thao thiên trưởng ấn siêu vẹo hướng lên không có môn phái phân chia trưởng ấn liền giống như là phổ thông người kim thủ ấn đồng dạng tất cả lực lượng biểu hiện mộc mạc mà mịt mờ phản phát quy chân vũ quảng bình chẳng thèm ngó tới không lui mà tiến tới lấp lóe mà tới đánh ra so kim trưởng lớn mấy lần hắc sắc trưởng ấn phốp cái kia kim sắc trưởng ấn không bị ảnh hưởng giống như là từ hắc sắc bọt khí thủ ấn xuyên qua hà Vũ Quảng Bình nhíu mày, sắc mặt thong rong, giọng điệu lạnh lùng, pháp thân. 75 trượng thiên giới lượn quanh lấp lóe bao khỏa Vũ Quảng Bình. Ý đồ ngăn trở cái này không đáng chú ý kim sắc trưởng ấn. Đáng tiếc là, cái kia kim sắc trưởng ấn, không thể phá vỡ. két dán tại thiên giới lượn quanh thân thể, mặc sắc pháp thân, như là trong suốt sáng long lanh quý báu gốm xứ, xuất hiện khe hở. Phốc, Vũ Quảng Bình sắc mặt đại biến, tự thân thân thể cũng cùng lấy hướng sau ưỡn một cái, huyết tiến phun ra kia sừng sững 75 trượng pháp thân, truyền đến pha lê vỡ vụn âm thanh. Kim sắc trưởng ấn tiếp tục phóng tới Vũ Quảng Bình thân thể. Âm, kim trưởng dừng lại tại vân vụ bên trong, bốn vị hắc ngô về ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong mây mù biến hóa. Nhưng ở kia kim trưởng tiến nhập vân sương mù về sau, lại yên tĩnh trở lại. Hắn nhóm lộ ra tiếc hận chi tình, không có thể mắt thấy thiên giới phấn khích chiến đấu, liền kết thúc. Có lẽ là vừa rồi không chú ý thời điểm. Vũ đại nhân trưởng ấn sớm đã bắn chúng cao thủ kia địa điểm quan trọng, diệt hắn tất cả mệnh cách. Phật tổ kim thân, lại thế nào khả năng chống đỡ được tám mệnh cách cường giả trưởng ấn? Hết thảy bất quá là đập chết giấy ruộng thôi, liền pháp thân đều chưa kịp mở ra, liền bỏ mạng ở hoàng tuyên. Nhưng mà rất nhanh hắn nhóm phát hiện, vị kia nhìn yếu đuối lão nhân, tuyệt không tiêu thất. Mà là vậy y như cũ đứng ngạo nghễ với dưới tầng mây, thương không bên trong, ngẩng đầu ngưỡng mộ thượng thương. Không thích hợp, hắn nhóm phát hiện không thích hợp, dùng vũ đại nhân tính tình, khá lại sẽ tha thứ một cái nhân loại yếu đuối trước mặt hắn làm càn hồi lâu. Oanh, Vũ Quảng Bình không dám tin tưởng nhìn xem kia không ngừng đảo bức mà đến kim sắc trưởng ấn, sử ra suốt đời lực lượng, xúc tại trên hai tay, đỉnh tại phía trước. Nhưng khi hắn vừa tiếp xúc trưởng ấn lúc, chính là răng rắc một tiếng. Hai tay giòn như xanh thẳm, đoạn liệt đến. A, à, trưởng ấn thật sự đánh vào hắn ngũ quan cùng trên thân thể. Vân vụ bên trong, một đạo như thiểm điện quang hoa tránh mấy lần sau đó, truyền đến kinh lôi âm thanh, cùng kia một tiếng hét thảm hỗn hợp với nhau càng truyền càng xa, không lâu, liền trở nên yên lặng. Vũ đại nhân, thế nào, thông đạo, đóng rồi, bốn tên hắc ngô vệ mộng bức nhìn về phía trước chân trời, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch đến điểm công đức 10.000 điểm, địa giới tăng thêm 5.000 điểm. Tư vô nhai cũng nhìn đến một màn kia, chỉ cảm thấy kia một trường, phảng phất đem hắn linh hồn cùng đánh nát. Sư phụ mạnh như vậy, đơn trưởng phá thương khung, hàn quang thấu xương thật vô địch. Từ lục châu thị giác đến xem, kim sắc trưởng ấn, một mực tại hướng lên, theo một tiếng hét thảm, kia trưởng ấn thẳng tiến không lùi, sau đó bắn trúng mục tiêu, hết thảy tiêu tán. Cái này một trương tạp, tuy nói có chút ăn thiệt thòi, nhưng cũng là tất yếu cử chỉ. Nếu không phải không có kẽ hở, đối mặt phía trước đoạn thời gian kia, tất thiệt thòi lớn. Hiệu quả như trước đây tốt, sư phụ, tư vô nhai âm thanh từ bên trên truyền đến. Lục Châu thả người bay đi, tư vô nhai đã thoát khốn, lơ lửng giữa không trung, nhìn xem phía trên. Nhìn đến sư phụ chạy đến, tư vô nhai lăng không quỳ bái, mặt lộ vẻ xấu hổ nói, đồ nhi biết sai, kém điểm hại sư phụ, cầu sư phụ nghiêm trị. Tư vô nhai nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có hắn, mắt thấy tất cả, chỉ có hắn, nhìn đến kia kinh thiên một trường, cũng chỉ có hắn, lần thứ nhất thật thật nhất thiết cảm nhận được sư phụ cái kia đáng sợ mà lại thần bí thực lực. Tự tin bắt nguồn từ thực lực hắn rốt cuộc minh bạch, sư phụ lão nhân ra ông ta, vì cái gì tại đối mặt vô số cường giả lúc, vẫn y như cũ phong khinh vân đạm, ung dung tự tin. Cái gì Diệp chân cái gì Dư Trần Thù, cái gì Hạ Hầu Sinh, cái gì Ngũ Quốc Công, cái gì Hắc Ngô Vệ. Tại sư phụ trước mặt, hết thảy liền cầu thí đều không phải. Người phát hiện cái gì, Lục Châu không có trách cứ hắn, mà là nhìn về phía phía trên dũng động thiên không. Tư vô nhai nói ra, sư phụ cùng hắc ngô vệ giao thủ thời điểm, ta phát hiện cái này một bên có động tĩnh, vì phòng ngừa là hắc ngô vệ chi viện, ta cùng đế giang lượn quanh làm, nhìn đến cái này phù văn thông đạo. Ta biết rõ này cử có chút nguy hiểm, nhưng mà, lục châu đưa tay. Trên bầu trời dần dần bình tĩnh lại, khôi phục thành úy làm sắc thiên không, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một đoàn cực lớn bạch vân treo ở phía trên. Thế nào vì phù văn thông đạo, lục châu nghi ngờ nói, tư vô nhai giải thích nói, cái này trong nửa năm, đồ nhi trừ tu hành cùng dạy bảo lý vân tranh, cơ bản đều tại cứu thiên viện ta tại lạc tuyên còn sót lại nghiên cứu bên trong, phát hiện phù văn thông đạo tư liệu, căn cứ cứu thiên viện người lộ ra. Lạc tuyên phù văn thông đạo, là từ trong cổ mộ đào móc được đến. Sau đến dốc lòng nghiên cứu, chứng thực thiên ngoại thiên tồn tại. Phù văn thông đạo thế nào chứng thực thiên ngoại thiên? Phù văn thông đạo, có thể làm đến cực nhanh phi hành, phi hành. Có thể có đế giang nhanh, không thể theo lẽ thường dò xét, vượt xa đế giang, liền giống như là, cái này dạng tư vô nhai tận lực dùng dễ hiểu từ ngữ biểu đạt ra đến phát hiện rất khó lại nâng lên song quyền một trái một phải bên trái đến bên phải khoảng cách này khoảng cách thậm chí lớn hơn kim hồng ở giữa vô tần hài loại giống như truyền tống lục châu nói ra tư vô nhai hai mắt tỏa sáng dương mắt mắt nhìn về phía sư phụ nói ra đúng giống truyền tống phù văn thông đạo đối năng lượng cùng vị trí yêu cầu cực cao tiêu hao năng lượng cũng phi thường to lớn nếu không phải vì thiên ngoại thiên không cần thiết nghiên cứu phù văn thông đạo sau đến cái này nghiên cứu bị hoàng thất gọi ngừng không có tiếp tục nghiên cứu lạc tuyên lợi dụng hồng sắc phù văn tạo ra thủy toa thông qua hắc thủy huyền động đến kim liên đồng dạng chứng thực thiên ngoại thiên thành như sư phụ thấy phù văn thông đạo không chỉ đối vị trí yêu cầu rất cao đối với tu hành người bản thân yêu cầu cũng rất cao có lẽ là hồng liên không nghĩ kinh động cường đại tu hành người cái này mới đẻ xuống cái này nghiên cứu lại sau đến sư phụ chứng thực hắc liên lũng đoạn mệnh cách thú ta liền suy nghĩ hắc liên như giống kim hồng ở giữa cái này dạng kéo hàng tuyến đau khổ phi hành muốn thế nào khống chế mệnh cách thú cho dù là tám mệnh cách thiên giới lượn quanh vượt ngang vô tận hải cũng cần năm ngày thời gian năm ngày mệnh cách thú sớm đã bị cầm xuống có thể đến phiên hắn nhóm lũng đoạn thiên luân hạp cốc một chiến sư phụ gặp phải hắc liên thiên giới lượn quanh nơi nào thật là cùng kim liên lạch trời vực sâu một dạng địa hình nhưng mà hắc liên thiên giới lượn quanh rõ ràng có thể vượt ngang vô tận hải vì sao muốn từ nham tương bên trong xuất hiện phí sức không trốn trả cái này không hợp logic cho nên ta mấm mạo hiểm qua đến tìm tòi hư thực nói xong tư vô nhai nhìn xem bình tĩnh thiên không lục châu nói ra xác định rồi xác định liền là phù văn thông đạo ngươi có thể biết ngươi làm như thế hội chết lục châu nói ra tư vô nhai ta cược hắn sẽ không giết ta lục châu tư vô nhai thứ nhất ta từ lục ly cùng đế giang biểu hiện xác định trên người của ta, có thái hư khí tức, mặc dù ta không biết rõ vì sao lại cái này dạng, có thể xác định là, đây là một loại phi thường mấu chốt đặc thù khí tức. Thứ hai, ta cùng chiêu nguyệt sư tỷ liên lạc nhiều lần, kia tên gọi liên tinh tu hành người, trừ tại hấp thu ngũ sư tỷ tu vi, còn tại nghĩ biện pháp thu hoạch nàng thái hư khí tức. Mặc kệ là lục ly hay là liên tinh, bao quát đế giang. Từ hắn nhóm biểu hiện có thể phán đoán, thái hư khí tức là một loại siêu việt thiên giới trí bảo, cho nên ta dám khẳng định, Người này nhất định sẽ không giết ta. Nhiều nhất hội trước đem ta bí mật cầm tù, nghĩ biện pháp thu hoạch ta thân bên trên thái hư khí tức. Nếu như ta bị bắt, ngược lại là chuyện tốt, ta liền có thể thuận thế đánh vào. Hắc Tháp nội bộ cùng sư phụ nội ngoại liên hợp. Chỉ là, nói đến đây, Lục Châu ánh mắt phức tạp nhìn xem Tư Vô Nhai, nghe người ý tứ này, vì sư xấu người chuyện tốt. Đồ nhi không dám, Tư Vô Nhai lăng không quỳ bái. Được rồi, đứng lên mà nói, Lục Châu nói ra người ý nghĩ cũng không sai nhưng mà có chút mạo hiểm như cái này hắc liên không biết hàng người chẳng phải là chết vô ích hoặc là hắn là cái thích rút gân rút xương biến thái người lại như thế nào đối phó chỉ thiếu chút nữa là nói vũ quảng bình là cái đồng tính chi đam mê sư phụ dạy phải đồ nhi biết sai tư vô nhai nói ra lục châu nhìn xem bình tĩnh thiên không nói ra người có thể làm ra phù văn thông đạo tư vô nhai lộ ra vẻ xấu hổ nói ra một mình ta chỉ sợ không được kia phù văn so làm không liễn độ khó muốn cao gấp trăm lần nghìn lần, thêm lên cứu thiên viện tất cả mọi người không được. Lục Châu nhíu mày, như là tính đến hắn nhóm, có chút hy vọng, nhưng mà cần thời gian. Nếu như có thể thu hoạch một ít bản vẽ, năng lượng cung cấp phương thức, nguyên lý chờ tin tức, liền dễ làm hơn nhiều, tư vô nhai nói ra. Lục Châu trầm mặc, tại sao không nói làm ra một cái có sẵn cho ngươi? Bất quá, như thế nhắc nhở Lục Châu, những này có thể từ nhan chân lạc bên kia hỏi một chút, phù văn thông đạo sự tình, giao cho ngươi. Cái khác tin tức, vi sư tự hội nghĩ biện pháp, Lục Châu nói ra. Tư vô nhai đại hỉ, vâng, mặt khác, bây giờ chuyện này, không được trương dương. Vi sư, không nghĩ quá mức cao điệu, Lục Châu nói ra. Đồ nhi cần tuân sư mệnh, tự tại Lục Châu quyết định trở về thời điểm. Hắn nhìn đến nơi xa thân thể cứng ngắc hắc ngô vệ. Lục Châu nhíu mày, trí mệnh nhất kích cùng không có kẽ hở đều dùng hết. Thế thì còn đánh như thế nào? Hiện mua trí mệnh nhất kích, không đúng hắc ngô vệ nhìn hình như rất sợ khá có nghĩ quay đầu chạy trốn y tứ lục châu lúc này cất cao giọng nói người nhóm tám mệnh cách thẩm phán giả vũ đại nhân đã bị lão phu giết chết các ngươi còn dám làm can tư vô nhai chấm hỏi chấm hỏi ngọc kép sư phụ nói tốt điệu thấp đâu bốn tên hắc ngô vệ toàn thân run lên tay bên trong trường kích cũng thiếu chút rơi xuống hắc ngô vệ chấm chấm ngọc kép trên trời có một đám mây trắng che khuất ánh mắt lệnh hắc ngô vệ không có nhìn rõ ràng hắn nhóm chỉ thấy một đoạn sấm sét vang dội sau đó chân trời khôi phục lại bình tĩnh thẩm phán giả đại nhân tám mệnh cách cường giả hẳn là là thông qua phù văn thông đạo trở về hắc liên giả nhất định là giả bảo trì chấn định đừng hốt hoảng thế nào khả năng bị giết đâu không có khả năng hắn nhóm cùng lục châu giao thủ qua nếu thật là dốc hết toàn lực chưa chắc không thể thắng hắn nhưng cùng tám mệnh cách so sánh kia liền kém đến quá xa hắn nhóm không tin bên trái hắc ngô đội trưởng bảo vệ đột nhiên cảm thấy thân bên trên phù chỉ truyền đến động tĩnh lúc này lấy ra phù chỉ ngón tay vạch một cái kia phù chỉ thiêu đốt hóa thành một trang giấy trên đó viết một câu thẩm phán giả đại nhân vũ quảng bình mệnh thạch dập tắt nhanh cha chấm chấm hoặc kép chấm không có khác tin tức truyền lại chỉ có một câu nói đơn giản như vậy lại làm cho hắc ngô vệ mắt lườm một cái nắm bắt trang giấy đại thủ khẽ run lên một tên khác hắc ngô đội trưởng bảo vệ cảm thấy được dị thường tiện tay vung lên đem kia truyền tin giấy hút tới nhìn chăm chú một nhìn a à, nhịn không được phát ra một chút bối rối thân thể lắc lư một cái còn lại hai tên hắc ngô vệ tiếp nhận truyền lại tin tức sau khi xem chấn kinh mảy may không thua kém hai vị đội trưởng tám mệnh cách thẩm phán giả đại nhân vũ quảng bình chết rồi mà giết hắn người tự tại cách đó không xa chân trời ánh mắt sáng rực nhìn bọn hắn chằm chằm loại cảm giác này ngực rất buồn bực, giống như phẩm thật lâu rượu ngon, đột nhiên có người nói cho bọn hắn, cái này là nước tiểu ngựa. Khó chịu dị thường, bốn người bình phục hạ tâm trạng, nhìn về phía lơ lửng ở trên không Lục Châu. Lục Châu cùng tư vô nhai đồng dạng nhìn xem hắn nhóm. Theo sát vi sư, không được thiện động, Lục Châu dặn dò một câu. Vâng, tư vô nhai trong lòng hơi động, biểu tình thong dong cùng lấy sư phụ, cùng hướng kia tứ đại hắc ngô vệ bay đi. Lục Châu sắc mặt thong dong biết rõ Sơn có hổ vẫn hướng hổ sơn đi, nhất định phải hù dọa, Lục Châu cùng Tư Vô Nhai tại khoảng cách Tứ Đại Hắc Ngô vệ mấy chục mét địa phương dừng lại. Ánh mắt rơi tại bốn người trên thân, biểu tình kia phảng phất đang nói, còn muốn lão phu đi qua mời các ngươi. Tứ Đại Hắc Ngô vệ không phải người ngu, nhìn ra được vị cao thủ này ý tứ, nội tâm hoảng hốt, liền bay ra rừng cây khu vực, đến đến xa 10 mét chỗ, mặt mũi tràn đầy số hổ. Một khắc trước, hắn nhóm còn là lẫn nhau lẫn nhau chém giết tử địch lúc này, lại giống như là cố hữu trùng phùng giống như. Lục Châu sắc mặt thong rong, tư vô nhai cũng là lộ ra bình tĩnh, muốn mạng sống, Lục Châu mở miệng hỏi, như không muốn sống, ta nhóm sao lại trọng thương chính mình, bốn người che ngực, nhìn có chút khó chịu. Như muốn mạng sống, lão phu hỏi, người nhóm đáp, bốn tên hắc ngô vệ nhìn lẫn nhau một cái, nhẹ gật đầu. Lục Châu hỏi, ngươi tên gì? Nàng chú ý tới, sáu tên hắc ngô vệ bên trong, cái này người một mực tại cố ý dẫn đạo đại gia hắc ngô vệ tại hạ thẩm tất hắc ngô vệ tiểu đội trưởng thẩm tất cũng không giấu diếm lục châu vừa rồi xuất hiện là hắc tháp thẩm phán giả thẩm tất hắc tháp thẩm phán giả vũ quảng bình đại nhân lục châu trầm mặc thẩm tất hiểu ý cũng ý thức được tại cao nhân mặt mà gọi đại nhân không phải rất thích hợp liền tiếp tục nói vũ quảng bình tại hắc tháp nghị hội bên trong cực điểm phát triển là phái cấp tiến đại biểu một trong sớm tại hơn một ngàn năm trước hắn duy trì thanh trừ kế hoạch đối hồng liên tiến hành quét dọn nhưng mà lọt vào phái bảo thủ phản đối, hơn 300 năm trước, tham dự qua thái hư kế hoạch, là số ít từ thái hư kế hoạch bên trong sống sót tu hành người. Thái hư kế hoạch về sau, Vũ Quảng Bình ngày càng táo tận, một mực chờ lệnh thượng tầng nghị hội, tọa trấn Hồng Liên, bây giờ là hắn ngày thứ nhất đến Hồng Liên chấp hành nhiệm vụ. Ngày thứ nhất liền treo rồi, kia không có cách, Lão Phu không giết hắn, hắn liền muốn giết Lão Phu. Mạnh được yếu thua, trách không người, Lục Châu, Thái Hư kế hoạch, thẩm tất liếc mắt nhìn hai phía do so dự một chút còn là nói ra trước kia hắc tháp nghị hội liên hợp vương thất hắc diệu liên minh nhóm thế lực chọn lựa tinh anh đi tới chỗ bí ẩn tìm kiếm thái hư hạt giống một hạng kế hoạch tuyệt mật ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa nghe đến thượng tầng trưởng lão hội đề cập qua hắn nhóm đối với chuyện này im lặng không nói ta tốn không ít bảo bối cũng không có biết rõ bao nhiêu tư vô nhai nghi ngờ nói người biết rõ thái hư hạt giống nghe nói là một loại nào đó đối với tu hành hữu ích trí bảo sinh tại chỗ bí ẩn, có thể được đến vật này, ít nhất có thể mở tám mệnh cách. Bất quá, ta một mực hoài nghi đây là một loại nói dối. Thượng thương thiết lập nhân loại tu hành quy tắc, như thế nào lại cho người khác đi tắt. Thẩm tất nói, cũng tại phát biểu cái nhìn của mình. Tư vô nhai cười nói, ngươi nhóm nhìn ta thế nào? Nghĩa bóng, ta thân bên trên có thái hư khí tức. Ngươi nhóm đều là mù loà, không biết hàng sao. Thẩm tất dò xét một mắt tư vô nhai, gật đầu nói, các hạ tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang. Nếu là ta đoán không lầm, các hạ tu chính là nho môn công pháp. Tư vô nhai, câu ông nọ cắm cằm bà kia. Được rồi, cái này được ra một cái kết quả, đám người này cũng không biết rõ hắn thân bên trên thái hư khí tức. Lục ly biết rõ, đế giang biết rõ, vũ quảng bình biết rõ. Đặc thù tọa kỵ cùng tu vi cao thâm tu hành người. Tu qua một ít nho môn công pháp, nhưng mà cũng tu đạo cùng Phật, tư vô nhai trả lời xong, lại hỏi, vậy người biết thế nào đi chỗ bí ẩn sao không rõ lắm chỉ biết muốn đi chỗ bí ẩn cần phải muốn cùng hung thú đối kháng những hung thú kia có thể không phải giống như hiện tại một đầu hai đầu mà là thành quần kết đội cực kỳ hung ác hắc liên trong sử sách từng có đối hung thú ghi chép thiên hạ hung thú không biết bao nhiêu trên lục địa hành tẩu hải trung du động thiên thượng bay lươn so với nhân loại cường đại hơn nhiều số lượng cũng so với nhân loại nhiều hơn nhiều thẩm tất nói ra Lục Châu, Hắc Ngô vệ hàng năm lũng đoạn nhiều ít mệnh cách thú. Thẩm tất, không nhiều, nhiều thời điểm, hai ba khỏa, ít thời điểm một khỏa đều không có. Nếu theo số lượng này để tính, hai ngàn năm đi qua, Hồng Liên Hẳn là đọng lại rất nhiều thập diệp cường giả mới đúng. Vì cái gì số lượng ít như vậy? Tư vô nhai cảm thấy kỳ quái. Cái này để hắn nhớ tới Kim Liên Thế Giới. Lúc trước Kim Liên Thế Giới xung kích cửu diệp, là bởi vì Kim Liên hấp thu thọ mệnh, sống không lâu, số lượng tự nhiên không nhiều, không liên thập diệp thế nào nói cũng có ba ngàn năm thọ, không đến mức ít như vậy. Kim liên thông minh địa phương lại tới, vung một cái lời nói dối trắng trợn để người tin tưởng cửu diệp không tồn tại. Thẩm tất thở dài nói, một ít là bị giết, một ít là mang đi hắc liên giam giữ, có lúc lũng đoạn mệnh cách thú cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Liền như hôm nay, kia nhiều thập diệp tại chỗ quan sát. Trước đây thuận lợi, hắc tháp chấp hành tầng hội sớm tại thạch lâm trận chờ đợi, làm thần không biết quỷ không hay cho nên người nhóm mới lợi dụng người phát ngôn trưởng khống hồng liên tư vô nhai vỗ tay nói thẩm tất các loại người lúng túng nhìn lẫn nhau một cái đối với cái này thuyết pháp không hề phủ nhận lục châu người nhóm đều là lợi dụng phù văn thông đạo đi tới nơi này cái này thẩm tất ấp úng lục châu lão phu như muốn giết ngươi sớm liền động thủ vũ quảng bình đã chết hắc tháp nội bộ mâu thuẫn đem hội mãnh liệt Người thủ lấy những bí mật kia sớm muộn đều sẽ bị người biết được ngươi cho rằng ngươi không nói liền không người nói cho lão phu thẩm tất nhất kinh đúng vậy a à, như là không có người nói cho hắn hắc liên sự tình hắn là như thế nào khảm vào mệnh cách như thế nào nắm giữ cường đại chiến đấu lực như thế nào đánh giết dịch nghiêu tiểu tiểu hắc ngô vệ đừng muốn xem trọng chính mình lão phu cho ngươi nhóm cơ hội phải hiểu được chân quý lục châu đứng chắp tay biểu tình hờ hững cạp đế giang tại vũ quảng bình tiêu thất chân trời quanh quẩn một vòng bay trở về tới Liên tứ đại thẩm phán giả một trong vũ quảng bình đều rơi vào kết quả như vậy hắc ngô vệ còn có cái gì tư cách đàm phán thẩm tất nói ra hoàn toàn chính xác là phù văn thông đạo lục châu dỗi ra giả nua đại thủ giao ra phù văn thông đạo tin tức tương quan lão phu liền thả các ngươi rời đi lão phu nói là làm làm chắc chắn được lắc lư là nhất môn kỹ thuật bất quá lục châu cũng không cho rằng hắn là lắc lư trước hết giết hai tên hắc ngô vệ lại giết vũ quảng bình đơn cái này lôi đình thủ đoạn, hắn nhóm dám có bất kỳ hoài nghi. Cho dù là hiện tại, Lục Châu cũng không phải là không có sức đánh một trận, Thái Huyền chi lực tiêu hao hơn phân nửa, điểm công đức cũng có hơn 10 vạn. Quy hiếp bốn người này, không có vấn đề gì, tư vô nhai nhìn đến vui lòng phục tùng, trước đây hắn muốn lắc lương người, cần nhiều phương diện nhân tố. Biết người biết ta, chỉ dùng người mình biết chờ, cái này mới tại kim liên lập nên ám võng tổ chức, khắp cả cái kim liên thế giới. Nhất lực hàng thập hội, hắn phương thức như vậy phương pháp tại sư phụ tuyệt đối lực lượng trước mặt chính là tiểu vu gặp đại vu còn là sư phụ đến dứt khoát thẩm tất nghĩ nghĩ nói ra phù văn thông đạo ta nhóm chỉ biết sử dụng phương thức cũng không biết rõ như thế nào chế tạo như thế nào sử dụng phù văn thông đạo có thể thông qua phù chỉ hội tụ nguyên khí lại từ thông qua thông đạo tu hành người một đường gia trì nghĩ muốn thông qua phù văn thông đạo thấp nhất cần ba mệnh cách hoặc là có đầy đủ năng lượng thạch cung ứng nhưng mà như thế quá mức lãng phí. Hắc ngô vệ mỗi ba người một tổ, có thể nhẹ nhõm sử dụng phù văn thông đạo. Tu vi càng cao, thông qua liền càng thuận lợi. Phù văn thông đạo tuyển điểm cũng không phải chúng ta đến định, là có phù văn sư đến định, cụ thể ở nơi nào, ai cũng không nói chắc được. Thẩm tất nói đến đây, bổ sung một câu, ta biết đến liền này nhiều. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua tư vô nhai, nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Tư vô nhai nhìn về phía thẩm tất, nói ra, hắc tháp bên trong, có thể có một vị tên gọi liên tinh nữ tử. Thẩm tất lắc lắc đầu nói, ấn tượng bên trong cũng không có người này. Xác định như vậy, hắc tháp nghị hội có chuyên môn thành viên danh sách. Vào hắc tháp về sau, hội có tương ứng danh hiệu ghi chép, thẩm tất nói ra, ta từng nhìn qua danh sách, không nhớ rõ có nhân vật này. Dùng tên giả, hắc tháp nghị hội làm việc, không có thực dụng dùng tên giả thói quen. Nói đến đây, tư vô nhai lông mày lại nhân tại cùng một chỗ, không biết rõ tại suy nghĩ cái gì. Lục Châu nhẹ gật đầu, một vấn đề cuối cùng, ngươi nhóm tại Đông Lâm Thung Lũng bên trong sử dụng chiến kỳ là vật gì? Bát Hoang Lục Hợp Kỳ, thẩm tất con mắt cũng không khỏi đến phát sáng lên, thực không dám giấu giếm, Bát Hoang Lục Hợp Kỳ tổng cộng có 8 cái trận kỳ, chiếm bát phương vị trí, toàn bộ đến nơi, có thể ngang hàng, hợp. Hôm nay chỉ có 5 kiện, uy lực yếu rất nhiều. Lục Châu sắc mặt như thường, nói ra, không gì hơn cái này. Hắn biết thẩm tất nghĩa bóng, Hắc Ngô vệ yếu hơn nữa cũng không đến nỗi yếu đến một điểm lưng đều không có. Nhưng mà Lục Châu sao lại cho bọn hắn mặt mũi, cần biết tay của Lão Phu bên trong, không chỉ một kiện, hợp. Một khỏa hải hồn châu, liền phá ngàn vạn kiếm cương. Đương nhiên, Lục Châu đối với bọn hắn thực lực có chỉnh thể hiểu rõ. Dám hỏi tiền bối như thế nào xưng hô, thẩm tất hỏi, Lão Phu, họ Lục, Lục tiền bối hỏi, ta nhóm đã toàn bộ bàn giao. Hắc tháp cho thời gian có hạn, ta nhóm muốn trở về phục mệnh. Thẩm tất nói ra, chờ một chút, lục châu gọi bọn hắn lại thẩm tất nhất kinh lục tiền bối muốn nuốt lời cái khác ba tên hắc ngô vệ đột nhiên tản ra cảnh giác nhìn xem lục châu cùng tư vô nhai lục châu lắc đầu nói lão phu nói chuyện từ trước đến nay tính lời sau này trở về vũ quảng bình sự tình các ngươi liền làm không thấy được thẩm tất nói ra cái này là tự nhiên hắn nhóm cũng không ngốc nếu là thừa nhận chính mình tận mắt thấy vậy bọn hắn thế nào còn sống vũ quảng bình thân vì tứ đại thẩm phán giả một trong bị người giết một đám hắc ngô vệ còn có thể sống được thật tốt cái này hợp lý sao hơn nữa còn đến cung cấp không ở tại chỗ chứng cứ nếu không hắc ngô vệ liền có không làm tròn trách nhiệm hiềm nghi lục châu phất phất ống tay áo bốn tên hắc ngô vệ nhìn nhau nhìn thoáng qua hướng nơi xa mà đi không bao lâu liền biến mất không thấy sau nửa canh giờ hắc ngô vệ xuất hiện tại nào đó cái rừng cây bên trong thẩm tất ngươi làm như vậy liền không sợ hắc tháp truy cứu một tên khác đội trưởng chất hỏi việc đã đến nước này người còn được tuyển thẩm tất nói ra đừng luôn muốn tận chức tận trách hắc tháp chỉ bất quá đem hắc ngô vệ trở thành công cụ và quân cờ có thể là không có cái gì có thể là muốn sống cứ dựa theo ta nói làm thẩm tất nói ra ngươi không sợ ta cáo trạng ngươi như là muốn chết tùy thời có thể cáo trạng ngươi cảm thấy hắc tháp sẽ tin tưởng ngươi sao thẩm tất nói ra vúa quảng bình đã chết rồi tám mệnh cách ngươi dám nói ngươi tại chỗ thẩm tất nghiêm túc nói ghi nhớ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ai? Vậy cái này họ lục, thế nào làm? Không biết rõ, thẩm tất bổ sung một câu, mệnh cách thú, bị thế lực khác dẫn đầu cướp đi, vậy chúng ta bị thương. Nhẫn nhịn, trước khác này khác, phía trước ta nghĩ đem hắc tháp mâu thuẫn dẫn hướng cái này họ lục, có thể hắn bày ra thực lực, thực tại quá mức đáng sợ, hắc ngô vệ. Cảm tình cái này một trưởng, đều phí công chịu rồi. Cùng lúc đó, lục châu cùng tư vô nhai hướng đông lâm sơn mạch bay đi. Đế Giang ở phía sau rất mau đuổi theo tới. Không bao lâu, liền nhìn đến mấy ngàn tên tu hành người, chỉnh tề đứng tại Thạch Lâm cách đó không xa. Tư vô nhai nhìn sang nói ra, sư phụ, có động tĩnh, hai người bay đi. Kia mấy ngàn tên tu hành người, nhìn đến trên bầu trời bay về Lục Châu cùng tư vô nhai. Gần như đồng thời kho người, bái kiến tiền bối. Huyền thanh tử, mạc hành lộ cùng tầng diễn, cung kính mà đứng. Vô chính hải cùng ngu thượng nhung phá thập diệp thời điểm, hắn nhóm cũng cảm giác được động tĩnh, liền lần lượt chạy tới. Lục Châu thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện trước mặt tam đại tông môn, đứng chắp tay. Là người nhóm, huyền thành tử, mạc hành lộ cùng tầng diễn lộ ra vẻ xấu hổ. Mạc hành lộ dẫn đầu nói, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, ta nhóm đặc biệt hướng tiền bối thỉnh tội, thỉnh tôi. Lục Châu ánh mắt lướt qua ba người, là ta nhóm có mắt không tròng, như biết rõ là lục tiền bối, coi như cho chúng ta lá gan lớn như trời, cũng không dám cùng ngài cướp mệnh cách chi tâm. Tần diễn khẩn trương nói, Lục Châu nói ra, lão phu vốn là phân rõ phải trái người, cái này ba viên mệnh cách chi tâm. Hoàn toàn chính xác có hai viên là lão phu đồ nhi dẫn tới, có một viên là người nhóm dẫn tới. Người nhóm nghĩ muốn không? Hắn mở ra lòng bàn tay, tê cừ mệnh cách chi tâm xuất hiện, trong suốt sáng long lanh mệnh cách chi tâm, hấp dẫn tại chỗ chú ý của mọi người. Gâu gâu gâu, cùng kỳ gặp cũng cùng lấy kêu lên, ma thiên các đám người nhìn lại, âm thầm thấy lạ lục châu hướng tầng diễn trước mặt đẩy phù phù tầng diễn hạ gối quỷ xuống nói không 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 cái này không phải chúng ta cũng đều là đệ tử của ngài hấp dẫn gây nên thật sao có thể dẫn ba viên mệnh cách thú lục châu nghi ngờ nói tầng diễn nói mọi việc không có tuyệt đối mệnh cách thú mặc dù có lãnh địa ý thức nhưng mà cái này sơn cao thú một ra liền là hai rõ ràng là tụ tập xuất hiện đừng nói là một cái liền xem như xuất hiện năm cái cũng có khả năng lịch sử trên có qua cái này dạng ghi chép, ta kia đồ nhi thiệt diệp đều chưa ổn cố, thế nào khả năng cùng đệ tử của ngài đánh đồng, người cái này nói, lão phu liền yên tâm. Kia, cái này ba viên mệnh cách thú, lão phu liền tất cả lấy đi, lục châu yên tâm thoải mái đem mệnh cách thú vung ra. Vu chính hải tiếp lấy ba viên mệnh cách chi tâm, tầng diễn liền vội vàng gật đầu, nói ra, hẳn là, hẳn là. Vấn thiên tông, cũng là giảng đạo lý, như này rất tốt. liền là để cho ngươi đệ tử chết vô ích, tốn hao kia đại đại giới giết mệnh cách thú, lục châu thở dài một tiếng. Đối phó hung thú, nhân loại chức trách, nào có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vô sinh vô tử chuyện tốt. Đa tạ tiền bối quan tâm, tầng diễn đỏ mặt nói, lục châu nhìn về phía mạc hành lộ cùng nguyên thành tử, nói, người nhóm, lục tiền bối, ta nhóm. Ta nhóm gặp qua A, à. mạc hành lộ giới thiệu thiên luân sơn mạch một chiến sự tình. Lục Châu nhẹ gật đầu, nói ra, người nhóm cũng tại tìm kiếm mệnh cách thú huyền thanh tử cùng mạc hành lộ xấu hổ gật đầu nào dám nói một chữ không lão tiền bối trên đời này ai không muốn trở thành mệnh cách cương già ta muốn nói không phải kia liền là mở to mắt nói lời bịa đặt a à. những năm này chúng ta hai đại phái một mực tại tìm tìm mệnh cách thú cũng không biết thế nào làm đến cái này mệnh cách thú liền này hy hi hữu huyền thanh tử nói ra thành thật là ưu điểm của ngươi ngươi như không cái này nói lão phu ngược lại sẽ chán ghét lục châu vuốt râu nhẹ gật đầu Nhìn về phía Đông Lâm Sơn mạch, như là đã đạp vào thập diệp, liền không cần phải gấp gáp tại một lúc. Mệnh cách thú số lượng rất nhiều, sớm muộn cũng sẽ có phần của các ngươi. Huyền Thành Tử gật đầu nói, có tiền bối cái này lời nói, ta liền yên tâm. Trùng hư quan trước đây mạo phạm tiền bối, ta nhóm nguyện ý bồi tội. Lục Châu nói ra, bồi tội liền miễn, lão phu không chỉ phân rõ phải trái, từ trước đến nay cũng rất nhân từ. Huyền Thành Tử cùng Mạc Hành Lộ, Tầm Diễn vui mừng quá đỗi, lần lượt hướng lục châu khom người lòng dạ như vậy khí độ như thế khó trách có thể trở thành lệnh người kính sợ thiên giới cao thủ hổ thẹn a à, lục châu đột nhiên thở dài nếu là có thể tìm tới hỏa linh thạch liền tốt hỏa linh thạch Hi hữu mọi người đều biết cả cái cứu thiên viện cũng không có mấy khối ba người khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía thân trước vị lão nhân này phiền muộn biểu tình tang thương song tấn mang theo cau mày mạc hành lộ do dự một chút nội tâm quét ngang cắn răng nói lục tiền bối nếu là không chê, ta côn lôn chính tông nguyện dâng lên một khối hỏa linh thạch, tầng diễn, huyền thành tử, ta nhóm cũng nguyện ý dâng lên một khối hỏa linh thạch, lục châu kinh ngạc nhìn xem mạc hành lộ, nói ra, ngươi nhóm có hỏa linh thạch. Mạc hành lộ, cái này ngàn năm thời gian bên trong, côn lôn chính tông đệ tử, khắp nơi tìm tìm mệnh cách thú. Mệnh cách thú không tìm được, ngược lại là tìm tới một khối hỏa linh thạch, tài liệu này rất khan hiếm, muốn ba khối mới có thể sử dụng, lưu cái này một khỏa cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng giúp người hoàn thành ước vọng, tặng cho lão tiên sinh." Tầng Diễn cùng Huyền Thành Tử nói theo, "Mạc tông chủ nói rất đúng, chẳng bằng tặng cho tiền bối." "Cái này như thế nào được?" Lục Châu biểu tình ôn hòa cực, "Vô công bất thụ lộc, như vậy đi, đem Tề Cử Mệnh Cách Chi Tâm đem ra." "Không không không, Mệnh Cách Chi Tâm đoạn không thể muốn, cái này là ta Côn Lôn chính tông Cam Tâm tình nguyện tặng cho lão tiền bối." "Như là cầu hồi báo, kia không liền biến mùi vị sao?" Mạc Hành Lộ có thể quen biết Lục lão tiên sinh đã là tam sinh hữu hạnh. Cái này mệnh cách chi tâm, còn là lưu cho đệ tử của ngài, hắn nhóm sao ta càng cần. Còn nhiều thời gian nha, còn có bó lớn thời gian đi tìm, không vội. Mạc hành lộ mỉm cười nói, mạc hành lộ tại Lục Châu trở lại phía trước, liền biết rõ ma thiên các tất cả mọi người là Lục Châu người, tân tấn hai đại thập diệp, còn có một cặp thâm bất khả chắc cao thủ, hắn nhóm thế nào khả năng không cần mệnh cách chi tâm. Cái này, Lục Châu do dự, còn mời Lục Tiên sinh nhất thiết phải thu hạ mạc hành lộ hạ thấp người nói huyền thanh tử cùng tầng diễn cũng đồng thời khom người nói mời lão tiền bối thu hạ lục châu vút dâu gật đầu nói ra đã như vậy lão phu liền thu hạ đem hỏa linh thạch đưa đến thiên vũ viện là đủ đa tạ lục tiền bối mạc hành lộ đứng lên vậy bọn ta liền không chậm trễ lục tiền bối hỏa linh thạch trong vòng ba ngày nhất định dâng lên làm phiền sau này còn gặp lại ba người mặt mang vui mừng xuất mấy ngàn tên tu hành người lăng không bay lên hướng đông lâm sơn mạch lao đi lâm bên trong minh thế nhân mắt thấy tất cả những thứ này chỉ lẩm bẩm một câu gừng còn là lão cay a à. loảng xoảng bá vương thương rơi xuống trên mặt đất hấp dẫn ánh mắt của mọi người đoan mộc sinh liền nhặt lên ngượng ngùng gãi gãi đầu nói sư phụ cái này xử lý ta đều không có ý tứ cầm thương đâm người không chiến mà khuất người chi binh mới là nhân tuyển tốt nhất tư vô nhai nói ra lục châu hơi hơi cáu giận nói nói nhiều đồ nhi biết sai tư vô nhai khom người cái này lúc Lục Châu quay người, nhìn về phía Thạch Lâm trận cái khác Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Khai diệp tình huống như thế nào? Lục Châu hỏi, Vu Chính Hải lộ ra tiếu dung, không nói hai lời, đem pháp thân tế ra. Ông, một tòa 20 trượng kim liên pháp thân xuất hiện ở trước mặt mọi người, kim diễm từ từ dương lên, trừ màu sắc không như Lục Châu kia dày đặc bên ngoài, cái khác cùng Lục Châu phá thập diệp không khác chút nào. Ma thiên các đám người không ngừng áo ước, không chỉ mở thập diệp, còn có nghiệp hỏa, nghiệp hỏa màu sắc hiện nhạt, giống như là kim sắc bên trong trộn lẫn một chút vàng nhạt màu sắc lộ ra trói lóa mắt xinh đẹp động lòng người biểu hiện ra pháp thân đồng thời hắn nhìn về phía bên cạnh ngu thượng nhung nói nhị sư đệ sư phụ lệnh ta biểu hiện ra chớ để ý ngu thượng nhung xem thường sắc mặt thong rong hướng sư phụ chắp tay nói đồ nhi cũng may mắn đi vào thập diệp hắn so vô chính hải nhìn nhẹ nhõm đến nhiều đồng dạng cộng hưởng tiếng vang lên không kim liên pháp thân sừng sững mà lên Ánh mắt của mọi người lần lượt quay đầu sang, nhìn về phía ngu thượng nhung cái này một bên Ma Thiên các tứ đại trưởng lão tò mò nhất, đi tới Nghĩ muốn tới gần một ít quan sát Đại tiên sinh, ưng, có lỗi, nhường một chút Phan ly thiên, lãnh la, tản ngọc thư, hoa vô đạo từng cái từ vô chính hải trước mặt bước qua Vô chính hải, chấm hỏi ngoặc kép, chỉ có minh thế nhân cưỡi cùng kỳ đến đến vô chính hải bên người Nịnh hót nói, đại sư huynh, ta tới nhìn người một chút, cút qua một bên đi vu chính hải nói ra được đại sư huynh cần ta thế nào cút chính lộn mèo còn là lộn ngược ra sau ngang tàng hướng cũng có thể mình thế nhân từ cùng kỳ trên lưng đứng lên go 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 go, go chấm. rõ ràng là mang nghiệp hỏa thập diệp thế nào đột nhiên cảm giác có chủng bi thương cảm đâu vu chính hải cũng cùng đi theo tới không kim liên pháp thân liền này tốt nhìn ma thiên các tứ đại trưởng lão tỉ mỉ ngắm nghía pháp thân biến hóa Phan Ly Thiên Thán Phục mà nói, không có Kim Liên, thế mà là cái dạng này, lão thân cảm thấy, nhìn rất đẹp, tả Ngọc Thư ánh mắt sang láng. Pháp thân thập phiến Kim Diệp Tử, quay chung quanh xoay tròn, so mang Kim Liên nhìn càng thêm tự do, dễ chịu. Có lẽ là đồng bệnh tương liên, tứ đại trưởng lão một mực tại nhìn ngu thượng nhung Pháp thân, nên đối nghiệp hỏa Kim Diễm Pháp thân ngắm đều không ngắm một mắt. Như là bình thường, ngu thượng nhung mới sẽ không tế ra Pháp thân cho người khác nhìn. Nhưng mà sư phụ có lệnh, hắn liền một bên nán lại khoanh tay điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem phương xa chốc lát sau lãnh la hỏi nếu không có kim liên liền không có mệnh cung cũng sẽ không sinh sôi mệnh bàn cùng tinh bàn sau này muốn thế nào mở ra mệnh cách đâu đám người lần lượt nhìn về phía lãnh la thật là cái nào ấm không mở để kia ấm bất quá lời đã ra miệng liền vô pháp thu hồi nhị sư huynh không quan hệ người chính là không cần mở mệnh cách cũng có thể giết những cái kia thiên giới không chừa mảnh giáp Tiểu Diên Nhi nhảy đến Ngu Thượng Nhung bên cạnh cười nói. Ngu Thượng Nhung đưa tay, thả tại Tiểu Diên Nhi đầu bên trên, nói, Tiểu Sư muội hiểu nhất ta, ta mới là Tiểu Sư muội Nhị Sư Huynh, ta nghe người ta nói, ban đầu là ngài đệ nhất cái chảm liên thí đạo, liền hướng cái này, người chính là tối cường, hải loa cũng đi tới. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng, Tiểu Sư muội nói, sâu đến ta tâm, có người lời nói này, vào không thiên giới lại như thế nào? Kiếm đạo con đường minh mông, ta sao lại dễ dàng buông tha, vu chính hải. Thôi, ai bảo ta là đại sư huynh, để lấy điểm đi. vu chính hải ngoan ngoãn thu hồi pháp thân, cái này lúc, tư vô nhai nói ra, hiện có mệnh cách ba viên, thế nào không để nhị sư huynh ngay tại chỗ thử xem. Bá bá bá, ánh mắt tập trung, liền liền ngu thượng nhung cũng rời đi ánh mắt, sau đó lại nhìn về phía lục châu, sư phụ của bọn hắn. Lục Châu một bên vuốt dâu, vừa quan sát không kim liên pháp thân. Đưa tay ra nói, mệnh cách chi tâm, Vu Chính Hải đem tê cử cùng sơn cao cùng dâng lên. Lục Châu lấy ra sơn cao mệnh cách chi tâm, nói, thử trước một chút, vâng, PS, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Buổi tối hôm nay chỉ có canh thứ ba, tạ ơn, đằng sau bổ, hắn nhóm đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, không kim liên tu hành, sẽ trở thành bộ dáng gì. Không có mệnh cung, mệnh bàn, pháp thân phần lưng còn sẽ xuất hiện phong cách khốc đánh chết tinh bàn sao. Tất cả mọi người nội tâm đều có cái nghi vấn này, nhìn về phía Ngưu thượng nhung. Ngu Thượng Nhung đối với cái này cũng không thèm để ý, bất quá là thử nghiệm mở mệnh cách thôi, cái này so với lúc trước chảm kim liên muốn dễ dàng hơn nhiều. Làm đến chảm liên thí đạo đệ nhất nhân, có thể may mắn không chết, không có mấy người làm được. Đại viêm hoàng thất lưu thương hy sinh nhiều ít nhân mệnh mới làm ra bảo mệnh đan. Cho đến sau đến chảm liên phương pháp tu hành thịnh hành, ngày trở nên thành thục, nhưng mà nói đến cái này chảm liên. Chi pháp, liền không vòng qua được ma thiên các các chủ cùng hắn nhị đồ đệ. Kiếm ma ngu thượng nhung, hắn thu hành cùng hắn kiếm đạo đồng dạng, chú định tràn ngập gian khổ và cô độc. Vu Chính Hải thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc nhìn xem. Ngu Thượng Nhung từ sư phụ trong tay tiếp nhận sơn cao thú mệnh cách chi tâm, đem pháp thân thu nhỏ, quan sát. Lục Châu nói ra, ngươi vừa bước vào thập diệp, đại có thể trước vững chắc một lần cảnh giới lại tiến hành mở ra mệnh cách, tu vi càng dày, mệnh cách mở ra liền hội càng dễ dàng, thống khổ cũng liền càng ít. Ngu Thượng Nhung nói ra, cùng chảm liên so sánh, không đáng giá nhắc tới. Lục Châu gật đầu, sơn cao thú, chủ phòng ngự cùng lực lượng. Lưỡng trùng thuộc tính kiêm dung, tại mệnh cung bên trong, chỉ có, nhân, cấp văn võ ô thích hợp nhất. Nhìn về phía ngu thượng nhung pháp thân phía dưới, không có vật gì, không có mệnh cung, muốn thế nào xác định văn võ ô chỗ. Lục Châu nâng tay phải lên, nhẹ nhẹ vung lên, thủ hạ của hắn xuất hiện chính mình liên tọa. Trước mắt mọi người sáng lên, cùng hắn so sánh với, các chủ liên tọa, chính là hoàn toàn nở rộ đóa hoa, mỗi nhất phiến liên diệp đều sung mãn thẳng tắp, mệnh cung khu vực, to như cái gầu, góc cạnh rõ ràng mệnh cách khu vực, vạch qua quang hoa. Nơi này, chính là văn võ ô, có thể kiêm dung tất cả sơ đẳng mệnh cách. Lục Châu nói ra, tư vô nhai nói bổ sung, sơ đẳng mệnh cách thọ mệnh cơ bản đều tại 1500 năm đến 1800 năm ở giữa, trung đẳng mệnh cách 1800 năm đến 2000 năm, cao đẳng mệnh cách 2000 năm đến 2500 năm, cao đẳng mệnh cách thường thường đều là thú vương có thể dẫn dắt sơ đẳng mệnh cách. Hồng liên giới hơn 2.000 năm trước, từng bị thú triều tiến công qua, phát sinh qua thú vương chim ăn thịt nhân loại sự kiện lớn. Đám người gật đầu, đoan mộc sinh nói ra, mệnh cách chi tâm có, nhị sư huynh không có mệnh cung, thế nào khảm vào. Ma thiên các đám người nhìn về phía ngu thượng nhung, hắn nhóm đều không có chủ ý, liền xem như có, cũng không dám tùy tiện biểu đạt. Thô thiển vô chi đề nghị, rất dễ dàng khiến người khác sa đọa vực sâu, Ngô Thượng Nhung cầm lấy mệnh cách chi tâm, hướng pháp thân phía dưới, hai chân bên trong nhẹ nhẹ một thả. Không, rơi trên mặt đất, thất bại. Đám người bất đắc dĩ lắc đầu, liên tọa đều không có, lại thế nào khả năng hội có mệnh cung, mệnh cách chi tâm hướng kia ném. Ngu thượng nhung năm ngón tay vồ lấy, kia mệnh cách chi tâm bay về lòng bàn tay. Một cái tay khác mở ra, thập phiến kim diệp, theo lần bay vào lòng bàn tay, nhanh như lưu quang. Hắn đem mệnh cách chi tâm, hướng liên diệp từng cái khảm nạm. Trừ phanh phanh tiếng va chạm, không có khác động tĩnh. Ma thiên các đám người tâm tình cũng biến đến có chút lo lắng, vạn nhất vô pháp mở ra mệnh cách, cái này không liền mang ý nghĩa một đời kiếm ma, dừng bước với thập diệp sao. Lục châu một bên vút dâu vừa quan sát, mười cái đổ đệ, đều có thái hư hạt giống, như là không thể tiến thêm một bước, hoàn toàn chính xác là phi thường đáng tiếc. Thập phiến diệp tử, thử nghiệm hoàn tất, vẫn không có động tĩnh, thử xem đan điền khí hải, tư vô nhai nói ra. Ngu thượng nhung đem mệnh cách chi tâm, hướng pháp thân đan điền khí hải vị trí bên trên một thà. Không biến hóa, vốn là không quan trọng, nhưng mà gặp cái này mệnh cách chi tâm không hề có động tĩnh gì, ngu thượng nhung ngược lại lên lòng háo thắng, đơn trưởng vừa nhất, tại cương khí điều khiển phía dưới, mệnh cách chi tâm quay chung quanh pháp thân đến về lượn vòng. Trên dưới trái phải, thiếp thân phi hành, mệnh cách chi tâm thêm lên lôi ra quang mang đôi dài, cũng là kỳ cọ tắm rửa khăn mặt, chậm rãi đem toàn bộ pháp thân rửa sạch một lượt. Chốc lát sau, mệnh cách chi tâm một lần nữa trở lại ngu thượng nhung trong lòng bàn tay. Không thành công, vô pháp mở ra mệnh cách, ngu thượng nhung ngẩng đầu, nhìn xem chính mình pháp thân, mắt bên trong bình tĩnh, tâm như chỉ thủy. Nhị sư huynh, không quan hệ, ngươi vừa mở thập diệp, khả năng là cảnh giới không đủ vững chắc, thập diệp đến mệnh cách cũng cần một chút thời gian, tiểu diên nhi cười an ủi. Tư vô nhai gật đầu nói, cửu sư muội nói có chút đạo lý nhân loại tu hành cho tới bây giờ đều là tiến hành theo chất lượng, không phải một lần là xong. Nhị sư huynh, chờ cảnh giới vững chắc, thử một lần nữa, phu chính hải đi hướng trước, nói ra, nhị sư đệ như là mở không mệnh cách, ta liền không mở mệnh cách. Cái này không có gì phải không, đám người ý đồ dùng phương thức của mình làm dịu không khí ngột ngạt, đồng thời an ủi ngu thượng nhung. Nhưng mà ai không biết, cái này trùng bị ngăn tại cường giả bên ngoài cảm giác mất mát đâu. Ngu thượng nhung mỉm cười, chưa vị hảo ý, ta xin tâm lĩnh thiên giới cố nhiên cường đại, nhưng mà cái này cùng trước kia bát diệp mở cửu diệp không có sai biệt. Lúc trước nhân loại tu hành người vì đạp vào cửu diệp, bỏ ra nhiều ít cố gắng. Vô số tuyên hiền, che giả mang mọc, hóa thành cát vàng, biết rõ phía trước hắc ám, vẫn y như cũ thẳng tiến không lùi. Đây mới thực sự là tu hành chi đạo, tu hành chi đạo vốn là nghịch thiên mà đi, chú định tràn ngập gian khổ, như là thuận buồm xuôi gió, như thế nào đúc thành cường ra. Ma thiên các bốn vị trưởng lão lần lượt hưởng ứng nghe nhị tiên sinh một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hắn nhóm vốn là đồng bệnh tương liên, đều đạp vào trảm liên trọng tu chi đạo, không thể mở ra mệnh cách, ít nhiều có chút thất lạc khó chịu. Nhưng mà có, ngu thượng nhung đi ở phía trước, nội tâm cũng là tốt lên rất nhiều. Ngu thượng nhung hướng đám người chắp tay, cùng nỗ lực. Cái này lúc, lục châu lòng bàn tay vừa nhấc mệnh cách chi tâm, hướng ngu thượng nhung sau lưng bay đi. Mệnh công sinh sôi mệnh bàn, mệnh trong mâm bố cục mệnh cách mở ra mệnh cách, tự nhiên cũng liền có thể mở ra pháp thân phần lưng tinh bàn. Tinh bàn là thiên giới lượn quanh bắt mắt nhất tiêu chí. Đám người ngừng đầu, các chủ không có từ bỏ, còn có hy vọng, mệnh cách chi tâm tại vốn nên xuất hiện tinh bàn vị trí đến về lượn vòng. Đình trệ một lát, mệnh cách chi tâm còn là không có động tĩnh. Lục Châu khẽ lắc đầu, đến cùng chỗ nào có vấn đề đâu, Lục Châu thao túng mệnh cách chi tâm, khiến nó gần sát ngu thượng nhung pháp thân. Ông, hà, Lục Châu cảm thấy mệnh cách chi tâm biến hóa rất nhỏ. Đừng nhúc nhích, trong lòng mọi người nhất kinh, ánh mắt tập trung trên mệnh cách chi tâm. Ngu Thượng Nhung cũng không ôm hy vọng, nhưng mà gặp sư phụ biểu tình nghiêm túc, y phục hàng ngày từ mệnh lệch, tại chỗ bất động, lạnh nhạt nhìn xem kia. Mệnh cách chi tâm, biến hóa rất nhỏ, bị Lục Châu bắt giữ đến. Hắn giống như nhìn đến mệnh cách chi tâm một tiên năng lượng như thanh yên lượn lờ, tiến vào pháp thân hơi thở bên trong. Lúc này mặc niệm thiên thư thần thông, bám vào mắt bên trong. Hắn nhìn đến cùng người khác không cùng một dạng trang cảnh. Mệnh cách chi tâm tại pháp thân trước mặt thời điểm, hội có một chút năng lượng tiến vào pháp thân hơi thở bên trong. Hết sức rõ ràng, ánh mắt lướt qua ngu thượng nhung, ngu thượng nhung mỗi hô hấp một lần, pháp thân liền hội đồng dạng hô hấp động tác. Người cùng pháp thân hợp nhất, lục châu thu hồi thần thông, tại trảm liên phía trước, kim liên là vô pháp động đậy, cho dù là tín ngưỡng. Lang vương, hổ vương dị tộc người, cũng chỉ có thể giống như là điêu khắc một dạng cắn xé va chạm. Chảm liên sau đó pháp thân, có thể làm ra rất nhiều động tác. Liên giống như là tu hành người đệ nhị thân thể, có thể tự do điều khiển. Chẳng lẽ, pháp thân có thể hấp thu mệnh cách chi tâm năng lượng? Cho tới nay, chảm liên trừ nhìn tự do một ít bên ngoài, tuyệt không mang đến càng nhiều tốt chỗ. Nếu như có thể trực tiếp hấp thu mệnh cách chi tâm năng lượng, kia cái này ích lợi, liên có thể bù đắp phía trước tất cả nhược điểm, bao quát không có ngược bổ thọ mệnh mệnh cách lực lượng bị hấp thu về sau, hội sinh ra cái gì dạng tu hành đâu. Hết thảy đều là không biết, nhưng mà dù sao vẫn có phát hiện mới. Lục Châu thu hồi thiên nhãn thần thông, hơi hơi vuốt dâu, gật đầu, nói ra, pháp thân có thể hấp thu mệnh cách chi tâm năng lượng, người thử xem, hấp thu. Ngu Thượng Nhung hơi hơi kinh ngạc, cái này tu hành phương thức, đánh phá dĩ vãng nhận biết. Tại quá khứ pháp thân tu hành bên trong, đều là thông qua tu hành người bản thể, hô hấp thổ nạp, từ đó gia tăng pháp thân cường độ, chưa từng nghe nói qua pháp thân có thể hấp thu mệnh cách chi tâm. Cứ việc ngu thượng nhung có chút hoài nghi, nhưng mà từ đối với sư phụ tín nhiệm, hắn tiếp nhận sư phụ đối mệnh cách chi tâm điều khiển, mặc niệm quy khứ lai hề khẩu quyết. Động tĩnh quả nhiên xuất hiện, phía trước quá mức nhỏ bé, nhưng bây giờ, càng rõ ràng, người ở chỗ này đều có thể nhìn đến pháp thân hơi thở, ngay tại thu nạp mệnh cách chi tâm năng lượng, giống như từng sợi thanh yên, tiến vào pháp thân bên trong. Có thể cái này dạng, đám người kinh ngạc vô cùng, hô hấp thổ nạp ở giữa, kia mệnh cách chi tâm bên trong năng lượng, toàn bộ hóa thành khói xanh, tiến vào mũi hơi thở bên trong, tan vào pháp thân bên trong. phảng phất thành pháp thân một bộ phận, chỉ bất quá, pháp thân biến hóa không rõ ràng, cơ hồ cảm thấy không đi ra. Cái này qua dòng dã duy trì liên tục một canh giờ. Kia mệnh cách chi tâm mới bị ngu thượng nhung hấp thu không sai biệt lắm. Quang mang cũng biến đến ảm đạm rất nhiều, thật bị hấp thu, ta đã nói rồi, trời không tuyệt đường người, như vậy, Pháp thân nhất định hội càng ngày càng mạnh. Đám người tràn đầy mong đợi chờ lấy pháp thân hấp thu mệnh cách hoàn thành, cũng không vội vã. Liên Liên Vô Chính Hải cũng nghiêm túc quan sát, tại chỗ đa số người đều là tiến vào trạng liên tu hành, không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, cái này liên quan đến lấy bọn hắn tương lai có thể hay không trở thành thiên giới cao thủ. Trạng vạng tối, theo pháp thân ông ông tác hưởng, kim quang chiếu sáng cả cái Đông Lâm sơn mạch, mệnh cách chi tâm rốt cuộc hoàn toàn mở đi, rơi xuống sau cùng chỉ còn lại một cái vỏ bọc, liền giống như là khô giáo hột đào đồng dạng, không có sinh cơ cùng trong suốt sáng long lanh năng lượng. Ý vị này, mệnh cách chi tâm đã bị hấp thu. Ngu thượng nhung đơn trưởng đè xuống đan điền khí hải, thở phào một cái. Có thay đổi gì, tư vô nhai đi tới, hỏi. Ngu thượng nhung nói ra, thọ mệnh gia tăng một chút, gần 500 năm tả hữu. Cái khác, tựa hồ ảnh hưởng không lớn, tư vô nhai, tiền gia tăng thọ mệnh, nếu là như vậy, kia liền không có lời cái này hoàn toàn có thể dùng sinh mệnh chi tâm đạt tới mục đích. Mệnh cách chi tâm, quả thực có chút lãng phí, đám người có chút không hài lòng lắm kết quả này. Mệnh cách chi tâm chứa mệnh cách lực lượng, cái này là đặc thù lực lượng, đã bị pháp thân hấp thu, liền không nên hội tiêu thất, tư vô nhai cảm thấy phi thường kỳ quái. Phan Ly Thiên nói ra, có phải hay không là không đủ. Đem ba viên mệnh cách chi tâm, toàn bộ cho nhị tiên sinh thử xem. Ngu Thượng Nhung dao động xuống nói ra, đa tạ Phan Trưởng Lão hảo ý một khỏa mệnh cách chi tâm, đã lãng phí, không cần thiết lại dùng cái khác. Đám người thở dài một tiếng, đúng lúc này, Lục Châu vuốt dâu nói, có thể hấp thu bản thân liền là chuyện tốt. Đến mức có thể mở ra hay không mệnh cách, còn cần tìm tòi. Vâng, bây giờ thời gian không phải sớm, đi về trước đi. Đám người không người, cùng cưỡi không liễn trở về kinh đô, màn đêm buông xuống, dưỡng sinh điện bên trong. Lục Châu mở ra hệ thống bảng, kiểm kê lần này đông lâm sơn mạch ích lợi. Điểm công đức, 178.500. Còn thừa thọ mệnh, 642.420 thiên, 1765 nghịch chuyển bộ phận 236 năm. Đạo cụ, trí mệnh đón đỡ sao 158, vị động, thái hư kim giám, dịch dung tạp sao 2, hợp thành tạp sao 2. Tọa kỵ, bạch trạch, bệ ngạn, cát lượng, cùng kỳ, đương khang, đế giang. Vũ khí, vị danh, ngọc phất trần, thiên giai, phán quan bút, siêu thiên giai, tử lưu ly, li, hồng cấp, Hàn Phong Tam Xoa Kích, Hoàng Cấp Sơ, Phiền Lung Ấn, Hồng Cấp, Long Ưng Chi Nộ, Hoàng Cấp, Thiểm Ảnh Câu, Hoàng Cấp, Hải Hồn Châu, Hợp. Tổng thể đến nói, Tiểu Kiếm, dùng hết trí mệnh nhất kích, thu hoạch điểm công đức cùng ba viên mệnh cách chi tâm, còn có ba viên hỏa linh thạch, coi như có thể. Đến bổ sung át chủ bài, Lục Châu nhìn một chút trí mệnh nhất kích giá cả, ba vạn. Thật là càng ngày càng quý, có chủng lãm phát cảm giác, bất quá, Lục Châu không có lập tức mua trí mệnh nhất kích mà là trước tiến hành rút thường. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch đến nghịch chuyển tạp sau năm, phía trước nghịch chuyển tạp một lần sử dụng hết. Vừa vặn bổ sung một bộ phận, sau này mở ra tân mệnh cách, liền có thể đem mệnh cách chi tâm, lưu cho các đồ đệ dùng. Sơn cao cùng tê cử mệnh cách chi tâm, thuộc về sơ đẳng mệnh cách, nghĩ muốn mở ra đệ ngũ mệnh cách, cần một ít đặc thù mệnh cách thú, hoặc là trung đẳng mệnh cách. Lục Châu Văn Võ Ô đã dùng hết, cũng không cần thiết sử dụng cái này chủng mệnh cách. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch đến nghịch chuyển tạp sau năm, rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn chiếu cố, may mắn điểm cộng một. Không xong, Lục Châu đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, quả nhiên, tiếp xuống đến liên tục rút đến nửa đêm, đều là tạ ơn chiếu cố. Rút đến bả vai đau bốt nhất, vốn cho rằng có thể rút cái trí mệnh nhất kích, nhìn cái này tiết tấu, đến hừng đông cũng đừng hy vọng, lục châu thở dài dao động xuống. Tìm tòi thật lâu rút thưởng quy luật, cuối cùng đến ra một cái kết luận, càng ngày càng khó rút đến đổ tốt. Mua trí mệnh nhất kích, hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ có thiên giới tám mệnh cách trở lên tu hành người có thể đối chính mình tạo thành áp lực. Cái khác căn bản không cần trí mệnh nhất kích, mua ba tấm hợp thành, là hiệu quả nhất. Mua xong sau đó, phát hiện hoa chín vạn ba, thật đúng là mỗi mua một lần chướng một lần đồng thời lại bổ một chương không có kẽ hở nhìn xem bảng còn lại điểm công đức lục châu lẩm bẩm một đêm trở lại trước giải phóng nếu là vũ quảng bình có thể một cái cái mệnh cách ấn chết chỉ bất quá tình huống lúc đó đến xem gần như không có khả năng đón lấy lục châu liền thôi động tử lưu ly bắt đầu lĩnh hội thiên thư hai ngày sau dưỡng sinh điện thái huyền chi lực khôi phục như ban đầu tư vô nhai bưng lấy ra dê cổ đồ đi vào điện bên trong sư phụ đồ nhi có việc lão cáo cái gì sự tình, Lục Châu ánh mắt rơi tại da dê cổ đồ bên trên. Hắn phát hiện gia dê cổ đồ hoàn toàn chính xác xuất hiện không ít biến hóa, tại Hồng Liên Cương vực bên trên, xuất hiện một cái đặc thù khu vực, giống như là phế tích, lại giống như là một loại nào đó cũ nát kiến trúc. Sáng sớm hôm nay ta tại nhìn địa đồ thời điểm, phát hiện cổ đồ xuất hiện dị dạng, không dám chỉ hoãn, liền đem ra cho sư phụ nhìn nhìn. Tư vô nhai chỉ chỉ hồng liên góc tây nam khu vực. Cái này gia dê cổ đồ khá có chút thần bí, hẳn là là một loại nào đó cổ vật, phía trên rất nhiều khu vực cùng địa đồ, bị đặc thù lực lượng bao trùm. Nhưng mà giống như hội theo thời gian trôi qua, chậm rãi vạch trần, tư vô nhai nói ra. Lục Châu cũng không thể nói cái này là hệ thống cho, liền gật đầu. Tư vô nhai tiếp tục nói, nơi này, vốn là triệu văn quốc, sau đến bởi vì thiên tai nhân họa, dần dần biến đến xa ngút ngàn dặm không có người ở, sau đến thành đại đường một bộ phận. Đây cũng là đất càn sỏi đá, không cần để ý tới, đồ nhi đang nghĩ, Địa đồ nếu là có thể toàn bộ vạch trần, có lẽ có thể được đến thiên địa giàng buộc bí mật. Chiếu theo Dĩ Vãng Quy Luật, địa đồ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện khối khu vực này. Lục Châu mở ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ, quả nhiên nhiều một cái nhiệm vụ mới, tìm tìm Tân Thiên Thư khai quyển, nhiệm vụ này đã thật lâu không có xuất hiện qua. Cả hai kết hợp, ý tứ rất rõ ràng, Hồng Liên Triệu Văn chỗ có Tân Thiên Thư khai quyển. Chẳng lẽ, lão phu muốn đích thân đi một chuyến Triệu Văn? sư phụ, tư vô nhai gặp sư phụ thất thần liền kêu một tiếng. Thiên địa ràng buộc bí mật, không cần gấp gáp, người đại sư huynh cùng nhị sư huynh hiện tại ở chỗ nào? Lục Châu hỏi, tư vô nhai nói ra, đại sư huynh vừa phá thập diệp, hắn nói, hắn dự định qua một tháng lại thử nghiệm mở mệnh cách, như thế ổn thỏa một ít. Nhị sư huynh khả năng là bởi vì không có mở ra mệnh cách, tâm tình không phải rất tốt, đã luyện hai ngày kiếm pháp, không có ngừng qua. Đem hắn nhóm gọi tới, vâng, tư vô nhai quay người rời đi hắn đi lần này lục châu liền cảm giác được hắc sắc phù chỉ có động tĩnh hắn lấy ra hắc sắc phù chỉ đem hắn nhen nhóm liệt hỏa thiêu đốt nhan chân lạc thân ảnh xuất hiện lục huynh là người giết vũ quảng bình nhan chân lạc mặt lộ vẻ kinh ngạc lục châu cũng không giấu giếm gật đầu nói vũ quảng bình nghĩ mưu hại lão phu đồ nhi lão phu há có thể tha cho hắn nhan chân lạc nói mưu hại lục huynh đồ nhi lão phu giống như là nói láo người lục châu nói ra nhan chân lạc kia hắn đáng đời lục châu người tốt xấu là hắc tháp người không giúp chính mình người nói chuyện ngã về lấy bên ngoài người người liên lạc lão phu còn có chuyện gì nhan chân lạc hai ngày trước hắc tháp nội bộ người vũ quảng bình chết nhao nhao trọn vẹn hai ngày ta là lo lắng phái cấp tiến lại phái người đi hồng liên vũ quảng bình chết một lần còn dám tới trong ngắn hạn hẳn là sẽ không đến hắc tháp cùng hắc diệu liên minh xuất hiện mâu thuẫn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc thêm lên nội chiến nghiêm trọng, đều tại đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, nhan chân lạc nói ra, còn có một việc nhắc nhở lục huynh, mệnh cách thú ném mất quá nhiều, chờ hắc tháp ổn định thế cục, rất khả năng hộ áp dụng thanh trừ kế hoạch, nhan chân lạc nói ra. Thanh trừ kế hoạch, thanh trừ hồng liên tất cả thập diệp trở lên tu hành người, nhan chân lạc nói ra. Thợ săn muốn ăn thịt dê, liền đem những khả năng kia biến thành lang dê, trước đi diệt trừ. Ngược lại là cái ý đồ không tồi, lục châu gật đầu. Lục huynh không sợ, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ lão phu cái này cả đời từ không sợ qua lục châu nói ra nhan chân lạc trong lòng hơi động nói ra ta nhớ rõ lục huynh đến từ kim liên thực không dám giấu giếm hắc tháp đã phái hắc ngô vệ đi kim liên thế giới lão phu đã biết rõ lục châu nghĩ lên chiêu nguyệt bên cạnh liên tinh lục huynh biết rõ vậy ta liền yên tâm không biết rõ lục ly hiện tại thế nào nhan chân lạc hỏi hắn không có việc gì lục ly hiện tại thời gian sau hoàng đế còn dễ chiêu nhan chân lạc lộ ra nét mừng nói đa tạ lục huynh liên lạc dùng phù chỉ phương pháp luyện chế ta sẽ thông qua truyền tin giấy truyền đi lục châu gật đầu nói tốt nhất liền phù văn thông đạo tin tức cùng truyền tới cái này ta chỉ có thể tận lực phù văn thông đạo là phi thường cơ mật tin tức hơi sau ta hội lại liên lạc lục huynh được phù chỉ dập tắt hình ảnh tiêu thất không bao lâu tư vô nhai mang lấy vu chính hải ngu thượng nhung ba người đi vào dưỡng sinh điện đồ nhi bái kiến sư phụ miễn lục châu chậm rãi đứng dậy đứng chắp tay vi sư gọi các ngươi đến là có một dạng nhiệm vụ giao cho hai người các ngươi vu chính hải cười nói một mình ta là được nhị sư đệ vừa hấp thu mệnh cách tri tâm cần vững chắc tiêu hóa mời sư phụ phân phó ngu thượng nhung nói đại sư huynh nhiều lo mệnh cách tri tâm sinh ra ảnh hưởng có hạn ngược lại là đại sư huynh cần vững chắc cảnh giới vì mở ra mệnh cách làm chuẩn bị nếu có nhiệm vụ một mình ta là đủ mời sư phụ phân phó ps Hai chương năm ca chữ Không nên gấp gáp nhị sư huynh kim liên Hắn đã sớm thiết lập tốt Hoàn toàn mới thí luyện con đường Rất hung mãnh, cần chút qua Cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu vu chính hải trước kia rời đi ma thiên các về sau Lập nên u minh giáo Thành vì nhất giáo chi chủ Không phải có thể tại cung bên trong nán lại người Ngu thượng nhung càng là quen thuộc độc lai độc vãng Để hai người bọn họ trốn Tại nhà ấm bên trong tu luyện Ngược lại trói buộc hắn nhóm Trở ngại hắn nhóm trưởng thành Dưới đại thụ khá có cái khác tham thiên thụ mộc. Huống chi, nơi này là hồng liên thế giới, hai người đã phá thập diệp. Trừ mệnh cách cùng thiên giới trở lên tu hành người, hai người cũng không có địch thủ. Lục Châu không có lập tức hạ quyết định, mà là nói ra, lão thất, người đối triệu văn hiểu bao nhiêu. Tư vô nhai nói ra, triệu văn địa đồ xuất hiện thời điểm, ta đi thăm dò cổ tịch. Triệu văn vốn là đơn độc chỗ, tu hành văn hóa lạc hậu, thờ phụng loạn thất bát tao giá thú, bộ lạc rất nhiều, đồ đằng chủng loại phong phú hỗn loạn tín ngưỡng, dẫn đến mâu thuẫn không ngừng xung đột, quanh năm chiến loạn, dân chúng lầm than. Sau đến Triệu Văn Vương thất, thỉnh cầu đại đường xuất binh, ổn định tình thế, từ này Triệu Văn nạp vào đại đường bản đồ. Triệu Văn quy thuận sau một ngàn năm bắt đầu học tập đại đường tu hành văn hóa, thống nhất tu hành tư tưởng cùng triết lý, dần dần có nho thích đạo môn phái, tu hành tiến nhanh thật nhanh. Một ngàn ba trăm năm trước, Thiên Vũ Viện nghiên cứu Triệu Văn người thể chất, thiên phú, phương pháp tu hành, phát hiện bên kia nguyên khí nồng đậm, hoàn cảnh dễ chịu, thích hợp tu luyện hơn. Đại đường vì khống chế triệu văn thế cục, dự định tại đó sáng tạo nho môn tông phái. đáng tiếc là còn chưa bắt đầu, liền phát sinh một kiện cho đến nay nhân loại khó mà chống lại tai nạn. Sách sử ghi chép vì triệu văn thú tai, lần này thú tai xuất hiện người đầu mệnh cách thú cùng một đầu thú vương, cơ hồ san bằng cả cái triệu văn. Tử thương vô số, xác chết khắp nơi. triệu văn tu hành người không thể không rời về phương bắc sự kiện lần này cuối cùng hai năm rưỡi, triệu văn thập diệp tu hành người toàn quân bị diệt, đại đường chi viện tu hành giả tử thương thảm trọng, mấy người nghe đến tâm sinh kinh ngạc. Thú tài sự tình, hắn nhóm nghe không phải một hồi hai hồi. Từ Khương Văn Hư trưởng khống đại viêm bắt đầu, liền có thú tài chuyển ngôn. Đến Hồng Liên về sau, hung thú rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Kia sau tới cái này chút mệnh cách thú là thế nào tiêu thất? Vô chính hải hỏi, tư vô nhai nói ra, sách sử không có tỉ mỉ ghi chép. Bất quá, có thể khẳng định tuyệt không phải đại đường vương thất, hoặc là tông môn công lao. Nếu không, sách sử hẳn là sẽ viết kép viễn cảnh. Càng là xấu xí đồ vật, càng không yêu thích bày ra, Lục Châu Vốt Dâu nói, 1300 năm trước, ở vào nuôi nhốt kế hoạch trạng thái. Nói cách khác, có thể là hắc liên tiêu diệt mệnh cách thú, đồng thời chấp hành thanh trừ kế hoạch, thanh trừ kế hoạch. Tư vô nhai nghi hoặc, hắc tháp nghị hội kế hoạch một trong, khi sự tình xuất hiện không thể khống cục diện lúc, liền đem những cái kia sinh ra vấn đề người, toàn bộ giải quyết. Mệnh cách thú cùng thú vương không thể nghi ngờ là chấp hành thanh trừ kế hoạch tốt nhất mục tiêu. Hắc liên thuận thế cắt lấy, Lục Châu nói ra, Lục Châu lại nhìn một chút hệ thống bảng nhiệm vụ, xác định không có khác nhắc nhở cùng thuyết minh sau đó, nhân tiện nói, nhiệm vụ này từ hai người các ngươi cùng tiến đến, Vu Chính Hải cùng ngưu Thượng Nhung nhìn lẫn nhau một cái, sau đó kho người nói, vâng, triệu văn chỗ nguy hiểm trùng điệp, như gặp Hắc liên, tránh đi là đủ. Địa đồ, để lão thất cho ngươi nhóm vẽ, Lục Châu nói ra, vi sư cần ngươi nhóm tìm tìm một vật, vật này cùng huân hoa mộ địa trang sách nhất trí, lão nhị gặp qua, vi sư liền không lại nói năng dương ra. Đi triệu văn về sau, chỗ chỗ cẩn thận, không liên không so kim liên, nếu có nguy hiểm, liền sử dụng phù chỉ truyền tin, đồ nhi cần tuân sư mệnh, lão thất, an bài một chút, vâng, ba người cung cung kính kính rời đi. Buổi chiều, phu chính hải cùng ngu thượng nhung tại tư vô nhai an bài xuống, rời đi kinh đô, hướng kiếm nam đạo bay đi muốn đi triệu văn tất kinh kiếm nam đạo ven đường có thể tại tư không bắc thần cửu trọng điện đặt chân nghỉ ngơi tư vô nhai thuận thế thông chi cửu trọng điện tư không bắc thần ước gì hai người tiến đến làm khách lục châu tại dưỡng sinh điện bên trong tiếp tục tu luyện cho tới trưa thời điểm thái huyền chi lực cùng tu vi cơ bản hoàn toàn khôi phục nhan chân lạc cũng hoàn toàn chính xác đem phù chỉ cùng chút ít phù văn thông đạo tin tức chuyển tới lục châu cũng không có ý định tự mình nghiên cứu liền lệnh người đem đồ vật đưa đến từ vô nhai bên kia. Buổi chiều, Lục Châu, tế Gia liên tọa, một bên quan sát, một bên suy tư, đã mở, bốn cái mệnh cách, đồng cung, thất sát, văn võ, thừa phòng phá lãng. Cái thứ năm mệnh cách, có lẽ còn là tại, người, chữ ô khu vực. Kia tới chỗ nào tuyển trạch thích hợp mệnh cách thú đâu. Tình huống hiện tại là sơ đẳng mệnh cách rất khó thỏa mãn cần. Hồng liên thập diệp phi thường có hạn, dẫn xuất trung đẳng trở lên mệnh cách xác suất còn rất thấp muốn thế nào trong thời gian ngắn nhất tuyển định cái thứ năm mệnh cách phất tay áo qua lục châu đem liên tọa cất kỹ đón lấy hắn lệnh người đưa tới văn phòng tứ bảo xác định vài cái kế hoạch một nuôi nhốt kế hoạch trực tiếp chiếm lấy hắc liên thạch lâm trận phân bố điểm lũng đoạn hồng liên mệnh cách thú nhưng mà cái này dạng sẽ dẫn tới hắc tháp bất mãn thậm chí hội dẫn phát hắc hồng ở giữa chiến tranh hai đi tới sâm lâm sâu chỗ tìm tìm mệnh cách thú kim liên giới tứ đại xâm lâm cùng với hồng liên giới chỗ ẩn núp đều ẩn giấu đi mệnh cách thú, ba, đi tới vô tận hải, bắt trước lục ly, tìm tìm thú vương, nhưng mà nguy hiểm hệ số tương đối cao. Thư viết xong, liền lệnh người đưa cho tư vô nhai, để hắn châm trước kế hoạch, làm hậu tục tu hành tính toán. Côn lôn chính tông cùng trùng hư quan phái người đem hỏa linh thạch đưa đến. Thiên vũ viện, biết được tin tức này, lục châu hài lòng nhẹ gật đầu, lại có ba viên hỏa linh thạch, Đề thăng vũ khí gì thích hợp đâu. Trong lúc suy tư, bên tai chợt nhớ tới nhắc nhở, đinh, thu hoạch đến 15.230 người thành kính lễ bái, ban thưởng 15.230 điểm điểm công đức, thu hoạch đến 135 người lễ bái, ban thưởng không điểm điểm công đức. Cái này nhắc nhở, đánh gãy Lục Châu suy nghĩ, lão bát, lần trước nhìn lão bát thời điểm, hắn còn tại tiến đánh hung thú, cũng không biết sau đến kết quả như thế nào. Nhìn kỹ hắn nói, Lục Châu nhắm mắt lại, mặc niệm thiên thư thần thông, xanh thảm thái huyền chi lực bám vào tại hai mắt bên trong, hình ảnh xuất hiện chỉ thấy chư hồng cộng ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên quan sát đài hạ tu hành người đài hạ đều là tu hành người nằm dạp trên mặt đất thành kính lễ bái một tòa 20 mươi trượng pháp thân đồng dạng ở trên cao nhìn xuống uy hiếp chúng sinh còn không có mở mệnh cách ngưng tụ thiên giới lượn quanh chư hồng cộng đứng lên thu hồi pháp thân cất cao giọng nói lần này tiến đánh hung thú bản giáo chủ tự hội luận công ban thường tán tạ giặc chủ giáo chủ thần uy chúng hồng giáo đệ tử sơn hô mấy tiếng mới chậm rãi tán đi. Lục Ly liền ngồi ở bên cạnh, đối xử mọi người bây giờ đi về sau, mới nói ra, mặc dù cầm xuống mệnh cách chi tâm, nhưng mà chân chính khó xử còn tại đằng sau. Đằng sau, người không có liên tọa cũng không có mệnh cung, vô pháp mở ra mệnh cách tiếp xuống đến tương đối dài một đoạn thời gian phải dùng đến giải quyết vấn đề này. Người phải làm hảo tâm lý chuẩn bị, Lục Ly nói ra. Cái này khó, so với lên trời còn khó hơn, Lục Ly nói ra. Chấm, người cũng không cần huề oải, xe đến trước núi ắt có đường. Dù sao vẫn có biện pháp, hoàng liên thế giới có đầy đủ tài nguyên, cũng đầy đủ an toàn. Như là một mực vô pháp đột phá, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viên ở chỗ này, cái này không phải ngươi cho tới nay nguyện vọng. Lục Ly nói ra, chỉ đùa một chút, cần gì làm thật đâu, Lục Châu bên trong đoạn mất thần thông. Chậm rãi mở mắt, không nghĩ tới lão bát gặp phải cùng lão nhị một dạng vấn đề, chảm liên sau mang đến phụ gia vấn đề, càng phát triển đến cấp bách cần giải quyết bất quá lão bát bên kia vô cùng an toàn ngược lại là thật không cần lo lắng lục châu lại thi triển thiên nhãn thần thông mục tiêu tuyển trạch ngũ đồ đệ chiêu nguyệt đại viêm trong hậu hoa viên chiêu nguyệt chậm rãi đến đến ao nước bên cạnh nhìn về phía đối diện giả sơn chờ đợi một hồi một thân ảnh tựa như danh dự một dạng rơi tại giả sơn bên trên chính là nữ tử kia liên tinh liên tinh vừa rơi xuống đến nhân tiện nói lần trước cùng ngươi nói sự tình ngươi cần nhắc thế nào rồi Chiêu Nguyệt cười nói ra, thật xin lỗi, chuyện này, ta một cái người không làm chủ được, ta đã đem việc này hồi báo cho ta kia thất sư đệ, liên tinh lắc đầu nói ra, ta đây là tại bảo vệ ngươi. Gia nhập ta nhóm nghị hội, người biết nắm giữ càng tốt tương lai, cần gì canh giữ ở cái này nhỏ yếu kim liên thế giới đâu. Người có trí riêng, ta còn là thích ở chỗ này, Chiêu Nguyệt cười nói. Ai, Chiêu Nguyệt muội muội, rất nhiều chuyện không có người nghĩ đơn giản như vậy, ta cũng không sợ nói cho ngươi, là có người coi trọng ngươi ta đã tận lực giúp ngươi tranh thủ thời gian như là trêu chọc vị kia tóm lại theo ta đi ta sẽ không hại ngươi liền tinh nói ra